chương 960, Chiến Tây Viện. Ừ, hắn lộ ra vẻ quan tâm, nhưng lập tức lông tơ dựng thẳng, bởi vì trong viện vô thanh vô tức có thêm một người. Người này một thân hắc y, trên mặt có khăn che, thậm chí trên người còn khoác một áo choàng ngay cả vóc người cũng không nhìn ra. Này là một gã sát thủ khác của ám dạ đường sao? Bất quá, ám dạ đường cư nhiên to gan như vậy, ở trong xích thiên học viện cũng dám ra tay. Chết, hắc y nhân kia hừ lạnh nói, bỗng nhiên xuất thủ, đánh về phía lăng hàn tốc độ, tại sao chậm như vậy? Lăng Hàn có thể tin tưởng thấy, phía sau người này thậm chí có ba sơn hà dương độc, nhưng uy lực của một kích này lại tối đa ở phá hư 22 tinh, 23 tinh, hoàn toàn không hợp cảnh giới sơn hà cảnh đại cực vị. Thân hình hắn nhảy ra, tránh một kích này, hưu, hắc y nhân truy kích, lại đánh về phía Lăng Hàn một trường. Một kích này, uy lực lớn hơn rất nhiều, đạt tới phá hư cảnh 25 tinh. Với sơn hà cảnh mà nói, muốn đề thăng hai tinh chiến lược ở phá hư cảnh là quá dễ dàng chỉ một ý niệm lang hàn nhướng mày vội vã lóe lên trốn ra ngoài sân Hắc y nhân truy theo không ngừng xuất thủ nhưng không có đánh ra lực phá hoại của sơn hà cảnh chỉ xua đuổi lang hàn mà thôi hai người một cái truy một cái trốn tốc độ rất nhanh trong nháy rồi rời đi bắc phân viện đi về phương tây lang hàn nhất thời minh bạch đối phương là muốn mình chạy tới tây phân viện ở xích thiên học viện tứ đại phân viện là thủy hỏa bất dung tràn đầy cạnh tranh kịch liệt nếu một học sinh bắc phân viện xuất hiện ở tây phân viện vậy sẽ có kết quả gì bị đánh vô cùng thê thảm đối phương là muốn mượn tay của toàn bộ tây phân viện để hắn xinh đẹp a à. người này tuyệt không phải người của ám dạ đường bằng không làm sao có tâm tình như vậy hơn nữa nếu thật là người của ám dạ đường thì làm sao có thể đi vào xích thiên học viện hẳn là sớm đã bị đánh giết rồi nhưng một hắc y nhân không rõ lai lịch lại cơ hồ công nhiên quát tháo này ý vị như thế nào Đại lão của học viện khẳng định biết thân phận của người này, nhưng không có xuất thủ ngăn lại, nói rõ là kiên kỵ bối cảnh phía sau hắn. Cũng chỉ có một người, Triệu Luân, người này tất nhiên là thủ hạ của Triệu Luân, mà đại lão của học viện cũng biết đối phương sẽ không sằng bậy, bởi vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, Triệu Luân chính là con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, ai dám không cho chút thể diện. Thình thịch, Hắc Y Nhân đột nhiên hạ nặng tay, dưới một kích, Lăng Hàn bị đánh bay, nặng nề va chạm một mảnh tường viện. Ai, người nào, nơi này là ký túc xá phá hư bộ của Tây Phân Việt, lập tức có rất nhiều người chạy ra, ở trong phế tích phát hiện Lăng Hàn. Mà Hắc Y Nhân đã sớm lóe lên, không thấy bóng dáng. Lăng Hàn đứng lên, một chiêu cuối cùng của Hắc Y Nhân kia cũng không dùng tới mãnh lực, chỉ là công kích quá nhanh, làm hắn không thể né tránh, tự nhiên hoàn toàn không có khả năng thương tổn được hắn. Người của Bắc Phân Việt là Lăng Hàn, tân sinh thứ nhất lần này, dựa vào, cho là chiến lực vượt lên 20 tinh, là có thể đến Tây Phân Viện chúng ta dương oai. Đánh hắn, toàn bộ học sinh phá hư bộ của Tây Phân Viện đạt đến hơn 2.000 người, hơn nữa mỗi người đều tiến vào học viện 5 năm trở lên, chiến lực làm sao cũng đạt tới 15 tinh, nhiều người như vậy liên thủ, phá hư cảnh nào không sợ. Hơn nữa, là lăng hàn xông vào Tây Phân Viện, bị đánh là phải, nói lý với ai được chứ? Bị bức, người bị ai bức, hắc y nhân, đua gì thế, ai mặc bộ hắc y không phải đều là hắc y nhân. Trong lòng lăng hàn cười nhạt, hắn biết triệu luân là ác tâm với mình đối phương không dám giết hắn ở trong học viện nhưng nhi tử của triệu đại tướng quân có thể làm loạn chính là cho người khó chịu thì thế nào nếu hắn không địch lại vậy khẳng định sẽ bị đánh tơi bời nếu vạn nhất có thể thắng đồng dạng cũng sẽ chọc cho học sinh sơn hà cảnh của tây phân viện tức giận người đây không phải là quá kiêu ngạo sao một người chạy đến tây phân viện diệu võ dương võ lang hàn nghĩ đến thủy nhạn ngọc nói triệu luân chính là một con rắn độc đúng là lời bình cực kỳ chuẩn xác oanh mười mấy người vào tới, bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, tự nhiên không sợ lang Hàn chút nào. Lang Hàn đưa tay, liền bắt một người, đưa ngang trước người như tấm mộc, cười nói. Các vị, ta không cẩn thận đi lầm đường, không có ý tứ, sẽ rời đi ngay, hảo tụ hảo tán làm sao. Hanh, xông vào tây phân viện chúng ta, còn muốn nghênh ngang như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Lang Hàn, người cũng quá kiêu ngạo đi, người không phải rất mạnh sao, có thể độc thân xông vào tây viện chúng ta, lại toàn thân trở ra nghĩ hay lắm bọn họ xuất thủ nhưng có bia đở đạn tự nhiên là cố kỵ rất nhiều có bản lĩnh thì đừng bắt người làm con tin đúng chúng ta đường đường chính chính đánh bọn họ kích tướng lăng hàn không khỏi cười các ngươi hơn mấy nghìn người đánh một mình ta vậy cũng là đường đường chính chính bất quá hắn thật là không sợ các ngươi đã muốn chiến vậy thì chiến đi lăng hàn tiện tay vứt con tin trong tay qua một bên hắn có gì sợ ha ha đánh hắn Mười mấy người lại vào tới, mà càng nhiều người hơn thì vây quanh quan chiến, dù cho phá hư cảnh tiện tay liền có thể công kích ở vài chục trượt, nhưng hơn một nghìn người lại quá nhiều, tuyệt không thể cùng lúc phát ra. Lăng hàn vung hữu quyền ra, thình thịch, lực lượng của hắn thực quá cường đại, một kích như sơn nhạc nghiền ép, nhất thời có mười mấy người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp hôn mê. Học sinh của Tây Phân Viện đều kinh hãi, con mẹ nó đây là cái chiến lược gì, một quyền có thể đánh bay mười mấy người phải biết rằng có thể được xích thiên học viện thu nhận, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Lên, cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được hắn. Người như Hải Dương vào tới Lăng Hàn, nhưng chỉ cần Lăng Hàn đánh ra một quyền, liền có mười mấy người như dơm dạ bị đánh bay, một kích tức choáng váng, lập tức mất đi chiến lực. Sau hơn 10 quyền, hiện trường đã ngã xuống hơn 200 người. Đừng xem Tây Phân Viện còn có gần 1.800 người còn đứng, nhưng chẳng qua là sự tình nhiều hơn mấy trăm quyền nữa mà thôi. Qua biến thái, tại sao phá hư cảnh có thể cường đến như vậy? Đồng dạng là người, sao tranh lệch lại lớn như vậy chứ? Bọn họ có phải cũng nên vào tiểu thế giới lịch lãm hay không? Còn có người không? Trường 961, quét ngang vô địch, lang hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt đảo qua 1.800 người còn dư lại, bị ánh mắt của hắn quét chúng, mỗi người đều không tự chủ được buông ánh mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Hắn rõ ràng không có vương giả chi khí, nhưng vì cái gì có lực áp bách mạnh mẽ như vậy. Lên, tuyệt không thể để cho hắn nhẹ nhàng rời đi như vậy. Bằng không, mặt mũi của Tây Viện chúng ta để nơi nào. Không tiếc bất cứ giá nào, lưu hắn lại. Học sinh của Tây Phân Viện không ngừng xông tới, người người phấn đấu quên mình. Đây không phải tử đấu, Lăng Hàn lại ngoan tâm cũng không có khả năng đánh chết đánh tàn phế bọn họ. Bởi vậy bọn họ cũng ít rất nhiều cố kỵ, kích phát ra huyết súng, muốn đánh cuồng đồ kia một trận. Đáng tiếc, cứ nhiều hơn nữa cũng không thể là đối thủ của Hùng Sư huống chi bọn họ ở trước mặt lăng hàn ngay cả dê cứu cũng không tính lăng hàn tiện tay oanh qua một quyền đoàn người giống như thiên nữ tán hoa thình thịch lập tức liền có mười mấy người bị đánh bay thoạt nhìn dễ dàng không có một chút xíu độ khó cổ sư huynh xem ngươi tất cả mọi người nhìn về phía một thiếu nhị ên vóc người thon gầy như cây trúc vậy cả người thực sự chỉ còn lại có xương bọc ra thiếu nhị ên này gật đầu chợt hít một hơi thình thịch tay trái của hắn như bị bơm khí nhất thời bành trướng sau đó là cánh tay phải, thân người, hai bắp đùi, chỉ có đầu còn duy trì dáng dấp nguyên lai. Trong nháy mắt, hắn từ một cây trúc biến thành cự nhân cao ba trượng, cơ thể đầy cơ bắp, phản xạ quang mang, như thoa một tầng dầu. Cổ sư huynh tu luyện thôn thiên công không hoàn chỉnh, bình thường chỉ có chiến lực 18 tinh, chỉ khi nào bạo phát, chiến lực có thể đạt tới 21 tinh, thậm chí còn muốn vượt qua. Hanh, thiên phú của cổ sư huynh vốn không kém diệp thừa vận nhưng Diệp Thừa Vận có thể đạt đến chiến lực thường chú 21 tinh, còn cổ sư huynh bạo phát chiến lực tuyệt đối có thể vượt lên trước. 22 tinh, tất cả mọi người tràn đầy chờ đợi, cổ sư huynh có thể ngăn cơn sóng dữ, chấn áp lăng hàn, miễn cho Tây Phân Viện lại tiếp tục mất mặt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cổ sư huynh phóng về phía lăng hàn, bây giờ hình thể của hắn to lớn, trọng lượng kinh người. Mỗi một bước đạp lên mặt đất đều như tiếng sấm, đại địa run rẩy như muốn băng liệt ra vậy. Hắn sông như thế, những người khác đều né ra, bây giờ cổ sư huynh quá mạnh mẽ, dù cho bị một đạo dư ba quét cũng gặp tai ương. Oanh, cổ sư huynh ra quyền, đập tới đầu của Lăng Hàn. Hiện tại hắn cao ba trượng, Lăng Hàn quả thực như trẻ con vừa ra đời, nhỏ đến đáng thương. Đánh chết hắn, tất cả mọi người hô to, Lăng Hàn hơi kinh ngạc, cự nhân này bộc phát ra chiến lực cư nhiên vượt qua diệp thừa vật, đáng tiếc, hắn dùng một loại bí pháp mạnh mẽ để thăng chiến lực, nhưng thời gian duy trì ngắn đến thương cảm. Cũng vì như vậy, hắn mới tập trung chiến lược bộc phát ra, đáng sợ không gì sánh được. Bất quá, so sánh với Lăng Hàn, chút chiến lược ấy hoàn toàn không đủ nhìn. Lăng Hàn vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên. Ba, nắm tay của cổ sư huynh cách đầu của Lăng Hàn một tấc thì không cách nào nhúc nhích nữa. Nhưng bởi vì hình thể của hai người hoàn toàn không hợp, quả đấm của cổ sư huynh lớn đến kinh người, che ở trên đầu Lăng Hàn, người khác căn bản nhìn không thấy tình huống cụ thể, rất nhiều người còn tưởng rằng Lăng Hàn bị đập trúng, không khỏi hoan hô lên. Bọn họ hống một trận, lại phát hiện Lăng Hàn vẫn đứng vững vàng, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này là yêu quái sao? Lăng Hàn đưa tay vừa nhấc, thân thể cao lớn của cổ sư huynh liền bị hắn dơ cao khỏi đỉnh đầu, như một con kiến giơ hùng sư lên, tràn đầy quái dị và không hợp. Đi, Lăng Hàn lắc lắc tay, hưu, cổ sư huynh liền bị hắn ném ra ngoài, nặng nề đánh lên tường, thình thịch mấy cái mới ngừng lại. Phốc, cổ sư huynh thở ra một hơi, thổi đến cả người hắn bay cao, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên hình. Chiến lực của hắn cũng lui trở về phá hư 18 tinh, cường như cổ sư huynh cũng không phải đối thủ. Người Tây viện sợ rồi, bọn họ đối mặt không phải thiên tài thông thường, ưu thế nhân số ở trước mặt quái vật này căn bản không có một chút xíu tác dụng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, còn đánh nữa không, mọi người nhìn thân thể la liệt đầy đất, hiện tại số lượng này đã vượt lên một nửa, nhưng Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung, tựa hồ ngay cả nóng người cũng không tính. Bọn họ nhất tề lắc đầu, không đánh nữa, người quá biến thái. Vẫn là chờ tên biến thái này thăng nhập Sơn Hà Cảnh, lại để cho sư huynh sư tỷ Sơn Hà Cảnh thu thập hắn đi. Không đánh, vậy ta về nhà ngủ. Lăng Hàn không có nói xin lỗi gì, đã đánh người Tây Phân Viện ngã hơn một nửa, hiện tại lại nói xin lỗi sẽ như miệt thị, đưa đến hiệu quả trái ngược. Hắn chắp tay mà đi, người Tây Phân Viện chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai mắt phun lửa. Kỳ thực Lăng Hàn cũng cực kỳ khó chịu, tuy hắn đại hiển uy phong, nhưng là bị bức bách. Triệu Luân a à, Triệu Luân, thù này của chúng ta coi như đã kết. Lang Hàn thầm nói, hiện tại hắn có thực lực đối kháng Triệu Luân sao? Không có, đừng nói Triệu Luân, ngay cả ba thủ hạ của hắn, còn có thủ hạ của thủ hạ hắn cũng đánh không lại, không có biện pháp, sơn hà cảnh và phá hư cảnh chênh lệch quá lớn. Ta phải xông lên sơn hà cảnh, như vậy lấy tiềm lực của ta, trở thành thiên tài ngũ tinh tuyệt đối không khó. Như vậy, ta vừa lên tiểu cực vị liền có thể địch chung cực vị trung kỳ, chỉ ít sẽ không bị động như thế, Triệu Luân vì Thủy Sư Tỷ mà cùng ta kết thành hận thù như vậy, Thủy Sư Tỷ cũng là nhược điểm của hắn. Ta làm bộ thân mật với Thủy Sư Tỷ, làm sao cũng phải để hắn tức chết. Có cửu không báo là không hợp tính cách của ta. Ngày thứ hai, Bắc Phân viện mỗi tháng một lần nguyệt khảo bắt đầu. Này là khảo nghiệm thực lực mọi người, xem có tiến bộ thậm chí lùi bước hay không. Dù sao có người cảm thấy đã thi được vào học viện, khó tránh khỏi tâm tình thả lỏng, từ đó không chuyên cần tu luyện, thực lực không tăng lại giảm cũng có khả năng. Con đường võ đạo chính là đi ngược dòng nước, nếu xuất hiện lùi bước, lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai sẽ trừ tất cả phúc lợi, lần thứ ba chính là khai trừ, nên nguyệt khảo còn rất trọng yếu. 500 tân sinh đều đến đông đủ. Chương 962, Thiên Hải bí cảnh. Thủy Nhạn Ngọc quét mỗi người một lần nói, "Ngày hôm nay tiến hành nguyệt khảo, mọi người cần phải toàn lực ứng phó, nếu như biểu hiện kém hơn lúc nhập học, sẽ bị học viện cảnh cáo, sau 3 lần trực tiếp khai trừ." Vâng. Tất cả mọi người nghiêm nghị đáp lại, Lăng Hàn nhấc tay, tiếp đó đứng lên nói: "Sư tỷ, nếu như cầm thứ nhất có ban thưởng hay không?" Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói: "Không có, không có a." À. Trong nháy mắt Lăng Hàn mất đi hứng thú, nằm úp sấp trên bàn ngủ, không có ban thưởng còn có động lực sao? Thấy dáng dấp hắn lười biếng, Thủy Nhạn Ngọc không khỏi sinh khí. Người kia rõ ràng thực lực mạnh như vậy, vì sao lại không có tâm tiến thủ? Trách nhiệm của ngươi ở đâu ha? À? nếu không phải người này là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, thực sự là mặc kệ hắn. Bắt đầu đi, nàng không vui nói, cái gọi là cuộc thi, nói trắng ra chính là đánh nhau, nếu không còn có thể làm gì. Nhưng không người nào dám khiêu chiến Lăng Hàn, đều thầm chấp nhận hắn là thứ nhất. Nói giỡn, ngày hôm qua Lăng Sư Huynh một người đánh tan Tây Phân Viện, này là như bức thế nào? Nếu như người lợi hại hơn Lăng Sư Huynh, vậy lúc Tây Phân Viện tìm đến, người có dám đứng ra hay không? Đó không phải là tìm đánh sao, vì vậy lăng hàn rõ ràng không có đánh một trận cũng tự động trở thành nguyệt khảo thứ nhất sau khi cuộc thi chấm dứt lăng hàn cố ý thỉnh giáo vấn đề với thủy nhạn ngọc tiếp cận rất gần hắn nhận thức võ đạo rất khắc sâu nói mấy câu liền kích phát hứng thú của thủy nhạn ngọc hồn nhiên không biết tiếp cận lăng hàn quá gần nhưng nội tâm của nàng đã ngầm đồng ý lăng hàn có thể có đặc quyền nhất định cho nên mới không có phòng bị trong lòng lăng hàn cười thầm ở đây khẳng định có cơ sở ngầm của triệu luân vậy xem cho đủ đi nhanh đi bẩm báo đi tây phân viện vài thanh niên phía sau có sơn hà dương động đứng chắp tay nhìn một đám sư đệ sư muội phá hư cảnh mặt đỏ tới mang tai sắc mặt rất xấu xí chỉ có một người đơn thương độc mã xông vào các ngươi lại còn không ngăn được chẳng những không ngăn cản lại để cho hắn tổn thương nhiều người như vậy một đám phế vật các sư huynh sơn hà cảnh trách mắng bọn họ đều là người tiểu cực bộ của tây phân viện biết được ngày hôm qua phá hư bộ bị lăng hàn đanh bay nên ngày hôm nay lại đây xác nhận tình huống một chút. Lẽ nào Lăng Hàn này còn có ba đầu sáu tay? Bọn họ rất là chẳng đáng, dù sao học sinh của Sích Thiên học viện nhiều lắm, mà một phá hư cảnh thiên tài đi nữa cũng không có khả năng để Sơn Hà cảnh quan tâm. Bởi vậy, bọn họ rất không giải thích được, các sư đệ của Tây Phân viện giới này quá yếu, cư nhiên bị người giết ra giết vào, vứt sạch mặt mũi của Tây Phân viện. Lưu sư huynh, Lăng Hàn kia thật rất mạnh, mấy ngày hôm trước lúc quyết đấu với La Phách, một chiêu liền miểu sát có người xem qua Lăng Hàn và La Phách Quyết đấu nói. Lưu Sư Huynh, tên là Lưu Hằng, Sơn Hà Cảnh Tiểu cực vị, đồng thời cũng là thiên tài nhất tinh, ở trong mấy người này thực lực mạnh nhất, nên trong vài tên Sơn Hà Cảnh đều lấy hắn dẫn đầu. Lưu Hằng lộ ra vẻ khinh thường nói, La Phách là hoàng đô tam đại cao thủ trẻ tuổi, chiến lực bất quá 18 tinh 19 tinh mà thôi. Bẩm Lưu Sư Huynh, La Phách luyện hóa một khối huyết khắp thạch, chiến lực đã đạt tới 21 tinh, trước đó hắn đã từng liều mạng ba chiêu với Diệp Thừa Vận, bất phân thắng phụ. Có học sinh nói, lúc này mấy người Lưu Hằng mới lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến lược 21 tinh, ngay cả bọn họ trước đây cũng không có đạt đến. Ngày hôm qua, cổ sư huynh cũng toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị lang hàn kia nhất chiêu đánh bại. Lại có học sinh nói, sắc mặt của Lưu Hằng càng ngày càng thận trọng, chiếu nói như vậy, thực lực của người kia chẳng phải là đạt tới 23 tinh. Cũng không phải là không có khả năng một học sinh sơn hà cảnh nói theo ta biết người nọ là từ tiểu thế giới phi thăng lên hơn nữa còn là đế vương khai thiên lưu sư huynh có tin đồn nói khai thiên mà đến sẽ được thiên địa ban thưởng thiên địa ban thưởng lưu hằng hỏi mặc dù hắn là thiên tài trong sơn hà cảnh bình thường sao đi quan tâm sự tình của tiểu thế giới khai thiên đạt được thiên địa ban thưởng với hắn có quan hệ gì đâu có người nói có thể đạt được lực lượng quán chú bù đắp ba tinh lực lượng sau cùng Lúc này Lưu Hằng mới nghiêm nghị nói, khai thiên ít nhất phải có chiến lực 20 tinh, cộng thêm 3 tinh lực lược, chiến lực của hắn liền đạt tới 23 tinh. Đây là không thể giải, trong phá hư cảnh tuyệt không có người có thể địch nổi yêu nghiệt như vậy. Được rồi, hắn vỗ tay nói, tam quốc tranh phách sắp bắt đầu, cũng ý nghĩa thiên hải bí cảnh muốn mở ra. Lưu Sư Huynh, ý của ngươi là, hắc hắc, nếu người nó có thể tiến vào thiên hải bí cảnh mà nói, sinh tử liền ở trong chúng ta khống chế. Lưu Hằng cười lạnh nói, ha ha, nếu như hắn có tư cách đi vào, vậy sẽ để cho hắn đẹp mắt. Chỗ thác nước, Triệu Luân kinh ngạc nói, ngay cả toàn bộ Tây Phân Viện cũng không đỡ nổi hắn. Tên thị vệ thứ hai dưới tay hắn, Bạch Nguyên Tư cung kính nói. Bẩm thiếu chủ, chiến lực của người này có thể tới 23 tinh, không có quốc thế gia trì, trong phá hư cảnh là không có người có thể chiến thắng hắn. Sắc mặt của Triệu Luân chợt âm trầm xuống, hắn ở phá hư cảnh cũng chỉ đạt tới 20 tinh mà thôi, hiện tại có người vượt qua hắn 3 tinh chiến lực, làm trong lòng hắn có chút không vui lấy chiến lược của hắn lần này nhất định có thể xuất lĩnh bản triều thu được thứ nhất trong tam quốc tranh phách nữ hoàng bệ hạ thưởng phạt phân minh sẽ cho hắn một danh ngạch tiến nhập thiên hải bí cảnh bạch nguyên tư lại nói thiên hải bí cảnh hai mắt của triệu luân sáng ngời hắn là thiên tài tứ tinh nên trước đây hắn cũng tiến nhập thiên hải bí cảnh nếu như hắn tiến nhập thiên hải bí cảnh mà nói vậy thì đừng để hắn đi ra ngoài nữa hắn lạnh lùng nói Tuy hắn rất lý giải tính cách của Thủy Nhạn Ngọc, nhưng gần đây nghe đồn vẫn để hắn phi thường, phi thường khó chịu. Vâng, Bạch Nguyên Tư vội nửa quỳ xuống nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn rất điệu thấp, vẫn ở trong học viện, không có cho ám giả đường cơ hội ám sát, mà bên Triệu Luân cũng rất an phận, không gây chuyện gì nữa. chương 963, lôi chiến bắt đầu. Cách Tam Quốc tranh phách cũng càng ngày càng gần. Ngày nay, Lăng Hàn bị tả tướng kêu qua, ngày mai sẽ trình diễn Tam Quốc tranh phách, bởi vậy ngày hôm nay hắn phải tới tả tướng phủ, ngày mai cùng tả tướng vào cung. Tam quốc tranh phách, mỗi 10 năm một lần, địa điểm tổ chức sẽ thay phiên, năm nay vừa vặn đến phiên loạn tinh hoàng triều, bằng không bọn hắn ít nhất phải xuất động sớm nửa tháng. Lăng Hàn, lần này nếu như người biểu hiện xuất sắc, hẳn là có thể đạt được một tư cách tiến nhập thiên hải bí cảnh. Đột nhiên tả tướng nói, Lăng Hàn sửng sốt, đại nhân, thiên hải bí cảnh gì, lớn mật, ở trước mặt tả tướng đại nhân, có người tư cách đặt câu hỏi sao? hướng thừa duẫn lập tức khiển trách, tả tướng lại mỉm cười, khoát khoát tay nói. Không sao, hắn tựa hồ rất có hứng thú nói chuyện, thiên hải bí cảnh, cách mỗi 10 năm mở ra một lần, trong bí cảnh có một loại đá, có thể giúp phá hư cảnh ngưng tụ sơn hà, vô hạn rút ngắn thời gian đột phá, xác suất thành công cũng tăng nhiều. Bởi vì công hiệu như vậy, chúng ta đều xưng là sơn hà thạch, thuộc về đặc sản trong thiên hải bí cảnh, về phần tại sao sẽ như vậy. Vì sao địa phương khác không có, vậy ai cũng không biết mà có chút sơn hà thạch còn có hiệu quả đặc thù, tỉ như trọng nguyên thạch, có thể để ngươi ngưng tụ ra sơn hà có siêu trọng lực, lúc chiến đấu tế xuất, đối thủ sẽ bị sơn hà của ngươi chân áp. Hỏa diễm thạch, để sơn hà của ngươi có hỏa oai, không có gì không thiêu. Bất quá, thiên hải bí cảnh có hạn chế tu vi của võ giả, cực hạn có thể tiến vào là sơn hà tiểu cực vị, bởi vậy, trong học viện các ngươi có rất nhiều người cố ý áp chế tu vi, vì chính là vào thiên hải bí cảnh. Tả tướng nói rất nhiều, lộ ra vẻ nhớ lại lúc bồn tướng còn trẻ cũng không có bối cảnh gì bởi vậy vô duyên đi vào bằng không nếu có thể có một ít bí lực của sơn hà cảnh nói không chừng chiến lực của bồn tướng có thể đạt đến thiên tài ngũ tinh lăng hàn kinh ngạc ngay cả tả tướng cũng cảm khái như thế vậy thiên hải bí cảnh kia thực đáng giá đi vào tả tướng chỉ hơi cảm khái cũng không có nói tình huống của thiên hải bí cảnh quá cặn kẽ hắn không nói lăng hàn tự nhiên không thể hỏi kỹ quay đầu lại đi tìm thủy nhạn ngọc bảo nàng giải thích tỉ mỉ bọn họ ngồi liễn xa của tả tướng phủ tốc độ nhanh kinh người không bao lâu liền tới trước hoàng cung đến nơi này coi như là tả tướng cũng không thể đi xe xuống xe ngựa do thủ vệ thẩm tra đối chiếu thân phận của ba người lúc này mới cho đi ở chỗ này không được lắm miệng tả tướng nghiêm nghị cảnh cáo vâng lang hàn và hướng thừa duẫn đều tuân theo nơi này là trung tâm quyền lực của cả loạn tinh hoàng triều cũng là một ba trung tâm quyền lực của hợp ninh tinh màu chủ đạo của hoàng cung cơ hồ là hồng nhạt có chút nương khí, nhưng không có biện pháp, cửu ngũ trí tôn nơi này là một vị nữ hoàng, hơn nữa còn có danh xưng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, ngay cả quân chủ của hai đại hoàng triều khác cũng cam nguyện vì nàng buông tha quốc thổ, ngôi vị hoàng đế. Nếu nàng không có nữ nhân vị, thì ai có chứ? Lăng Hàn cũng có chút chờ mong, rốt cuộc gặp được vị nữ hoàng bệ hạ trong truyền thuyết, tới cùng có bao nhiêu mê người, lại để hai đại đế vương đều cam nguyện quỳ dưới váy. Hướng thừa Duẫn cũng có chút không tự chủ được hô hấp dồn dập, không phải hắn chưa gặp qua nữ hoàng đại nhân chỉ là vẻ đẹp của nữ hoàng quá mê người làm hắn vừa nghĩ tới liền tim đập rộn lên hô hấp khẩn trương có thể nói như vậy phàm là người gặp qua nữ hoàng bệ hạ trong mắt sẽ không có mỹ nhân chỉ chứa chấp một vưu vật tuyệt sắc như thế vừa so sánh với nàng cái gọi là mỹ nữ hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng thâm nhập hoàng cung thủ vệ nơi này liền đổi thành nữ tính đại khái cũng là sợ nam nhân không đáng tin cậy đặt ở đây làm thủ vệ mà nói trông coi tự trộm có khả năng càng cao, trái lại không an toàn. Địa điểm tỷ võ an bài ở Hoàng gia luyện võ trường, không chỉ sân bãi tỷ võ rất lớn, ngay cả thính phòng cũng cực lớn. Bốn phía có khán đài sông ra ngoài, như vách núi, khán đài phía nam lớn nhất, như là đế hoàng. Này tự nhiên là nơi dành riêng cho nữ hoàng đại nhân, bình thường cũng chỉ có cửu vương có thể lên. Ba khán đài khác thì nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại mặt đông phân phối cho trụ thiên hoàng triều, phía tây phân phối cho bích lạc hoàng triều, phía Bắc là do tả hữu tướng, thất đại tướng. Mỗi lần tam quốc tranh phách, bởi vì dính đến mặt mũi của một quốc gia, nên quy cách tương đối cao, hai nước khác đều phái một vị thân vương lĩnh đội, trụ thiên Hoàng Triều là đệ đệ của Hoàng đế Đương Triều, bích lạc Hoàng Triều là tứ thúc của Hoàng đế. Đều là đại nhân vật quyền khuynh cả nước, thực lực bước vào đại năng tinh thần cảnh. Lăng Hàn dĩ nhiên không có tư cách ngồi ở trong một cái đài cao nào, hướng thừa dẫn thì nhờ phúc của tả tướng, có thể đứng ở đài cao phía Bắc. Ở dưới dĩ nhiên nhìn không thấy tình huống trên đài cao, điều này làm cho Lăng Hàn có chút tiếc nuối, ngay cả loạn tinh nữ hoàng tới hắn cũng nhìn không thấy. Ngược lại hắn không phải vừa ý vị nữ hoàng bệ hạ này, thuần túy là nghe qua nhiều lắm, hiện tại hiếu kỳ, muốn tận mắt thấy một lần. Người dự thi của ba nước đều đứng ở giữa sân luận võ, trung gian đáp một lôi đài. Lôi đài chiến tự nhiên có quy củ của lôi đài chiến, phàm là bị đánh rơi xuống lôi đài coi như thua, bằng không một cái trốn một cái truy, vậy muốn đánh tới năm nào tháng nào. Ở đây đều là đại nhân vật, nào có nhiều thời gian xem phá hư cảnh chơi như vậy. Lăng Huynh, tin tức mới vừa nhận được, cái này có chút phiền toái. Diệp Thừa Vận đột nhiên chạy tới, tiếp đó nhìn tám người khác vẫy tay nói. Tất cả mọi người tới nghe một chút, có phiền toái gì? Mã Hưng hỏi, có Lăng Sư Huynh tỏa chấn, chúng ta ổn cầm thứ nhất. Phải, những người khác đều gật đầu, Lăng Hàn biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục mọi người. Diệp Thừa Vận lắc đầu nói, ta vừa nhận được tin tức đã điều tra người dự thi của hai nước khác rõ ràng, bọn họ cũng có hai yêu nghiệt. Có thể càng yêu nghiệt hơn lăng sư huynh sao? Mã Hưng quạt tay nói, có vẻ không quan tâm. Diệp thừa vận lắc đầu, bên trụ thiên Hoàng Triều, nghe nói là hậu nhân của khổng tước Minh Vương, mà bích lạc Hoàng Triều, thì được xưng đại quy vương, theo thôi chắc có thể là hậu đại của thần thú huyền vũ. chương 964, phòng ngự vô địch, cái này, tất cả mọi người có chút động dung, này dính đến thần thú, chiến lực không thể cân nhắc theo lẽ thường, lăng hàn có chút hứng thú nói vậy cũng phải kiến thức một chút a à. hắn ở phá hư cảnh quá mạnh mẽ vẫn luôn là ưu thế áp đảo hiện tại nếu có người có thể khiêu chiến hắn ngược lại làm cho hắn kinh hì vô địch quá con mẹ nó tịch mịch a à. thấy lăng hàn tự tin như vậy trong lòng tất cả mọi người hơi định tuy lăng hàn không có ưu thế huyết mạch gì nhưng vị này đồng dạng cũng là yêu nghiệt bệ hạ giá lâm một nữ quan hô lớn quanh quẩn ở trong luyện võ trường không dứt Xoát tất cả mọi người đứng lên cung nghênh thánh giá của nữ hoàng. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài phía nam, nhưng cái gì cũng không thấy, không khỏi thất vọng. Trên khán đài hơi ồn ào, loạn tinh nữ hoàng không chỉ thực lực uy chấn thiên hạ, xinh đẹp đến càng ngay cả hai đại quân vương cũng bị chinh phục triệt để, ai không muốn nhìn nhiều. Đáng tiếc, bởi vì vị trí, chỉ có người ở trên ba khán đài khác mới có thể nhìn thấy. Bắt, bắt đầu đi, một thanh âm có chút nói lắp vang lên, chính là cửu quận vương. Quả nhiên, cửu vương và nữ hoàng bệ hạ tình như tỉ muội thanh âm này chính là từ trên đài cao phía nam truyền xuống. Lần trước là trụ thiên hoàng triều giành quán quân, bởi vậy, lần này do trụ thiên hoàng triều thủ lôi, mà lần trước thứ hai là loạn tinh hoàng triều, liền do loạn tinh hoàng triều dẫn đầu công lôi đài đài, bích lạc hoàng triều tiếp sau. Cửu quận vương điều chỉnh tâm tình, câu tiếp theo cuối cùng không nói lắp nữa. Tam đại hoàng triều hiển nhiên đã sớm sắp xếp xong trình tự mọi người lên sân khấu, bởi vậy, khi thanh âm của cửu quận vương hạ xuống, trong trụ thiên hoàng triều đã có người nhảy lên lôi đài mà bên loạn tinh hoàng triều một người tên là thượng thanh dẫn đầu công lôi đài lăng hàn không quá quan tâm hắn là đại tướng cuối cùng thời gian hắn lên sân khấu sẽ không ít mà không quản hai bên còn lại bao nhiêu người hắn đều không quan tâm hắn tìm kiếm trên khán đài rất nhanh liền thấy thủy nhạn ngọc nàng đi cùng với những người khác trong học viện phát hiện ánh mắt của lăng hàn vài bạn gái bên người nàng nhất thời nửa nụ cười trêu gẹo thủy nhạn ngọc, đùa giỡn đến đại mỹ nữ này mặt đỏ tới mang tai. Lăng Hàn lại thấy được la liệt, hắn ngồi ở phía sau vài trung niên nhân, lão nhân, phát hiện ánh mắt của Lăng Hàn, ánh mắt của hắn có chút cổ quái, đã phẫn nộ lại có chút đắc ý. Bất quá, ánh mắt của mấy trung nhị yên nhân kia lại tràn đầy xâm lạnh, không che giấu sát khí chút nào. Đều là người của La Gia, Lăng Hàn thầm nói, cho nên mới hận hắn như thế. Chiến đấu tiến hành rất mau, bởi vì bị cực hạn ở trên lôi đài, thân pháp không thể thi triển hết, không cần mấy chiêu phải đánh giáp lá cả. Chỉ nửa canh giờ, bên loạn tinh hoàng triều chỉ còn lại ba người, mà hai bên khác cũng không kém bao nhiêu. Sự thực chứng minh, trừ loại yêu nghiệt thỉnh thoảng xuất hiện như lăng hàn gia, tam đại quốc ở dự trữ nhân tài đều không sai biệt lắm. Sau khi Mã Hưng chiến bại, Diệp Thừa vẫn xuất chiến, hắn liên thắng bốn đối thủ của hai đại quốc, ép đại tướng của trụ thiên hoàng triều ra. Này là một nữ tử, vóc người nàng thon dài, diện mạo đẹp như vẽ, tóc dài rủ thẳng xuống mông, mà trang phục của nàng cũng rất đơn giản, nửa người trên quần áo quá ngắn, cư nhiên lộ ra vòng eo thon, trắng như ngà voi, trơn như mỹ ngọc. Nửa người dưới là một quần da, chỉ tới đầu gối là hết, lộ ra hai chân nhỏ trắng bóng, so với quần da màu đen thì càng lộ vẻ trắng nõn. Vóc người của nàng thật quá tốt, cái mông no đủ như đào mật chín mùi, mê người đến chỉ muốn tới gặm một cái. Quần da thì phản xạ ra quang mang, làm nàng có vẻ càng thêm kinh tâm động phách. Chủ thiên hoàng triều Nguyệt Dung Nhi, nàng ôm quyền, Diệp Thừa Vận lộ ra một tia kinh diếm, cũng ôm quyền nói. Loạn tinh hoàng triều Diệp Thừa Vận, mời, mời, nói xong chữ mời, Nguyệt Dung Nhi lập tức phát động công kích, thân hình nàng nhảy ra, mang theo một đạo lưu quang, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Thừa Vận, một trường nhấn qua. Diệp Thừa Vận hoảng sợ, tốc độ này nhanh ngoài dự liệu của hắn. Nhưng này là đại tướng thủ quan của đối phương, thực lực mạnh vốn trong dự liệu của hắn, hắn giàu gì cũng là phá hư 21 tinh, thực lực mạnh đến kinh người, lập tức ngưng quyền đánh tới đối phương. Thình thịch, quyền và trưởng oanh rắn chắc, nhưng Diệp Thừa Vận lại bị đánh bay ra ngoài, ba, rơi xuống dưới lôi đài. Dĩ nhiên không phải đối thủ, ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, cô gái này bày ra chiến lực bất quá trên 21 tinh, vẫn chưa tới 22 tinh, nhưng nàng hoàn toàn không có dùng bất kỳ bí pháp, điều này nói rõ chiến lược của đối phương tuyệt đối vượt qua 22 tinh, thậm chí đạt đến 23 tinh cũng có khả năng. Diệp Thừa Vận bại như thế, liền đến phiên Bích Lạc Hoàng Triều phái ra đại tướng của bọn họ. Bích Lạc Hoàng Triều, Trung Hải, đây là một nam tử vóc người cổ quái, thân thể không lùn, nhưng lưng lại còng, hơn nữa lưng hắn như mai rùa, không chỉ bẹp, còn có hình vòng cung. Huyền Vũ Hậu Duệ, thật không phải nói lung tung nha. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Nguyệt Dung Nhi ở phương diện công kích càng tốt hơn, nhưng Trung Hải lại kế thừa tính phòng ngự của rùa. Mặc cho công kích của người cường đại hơn nữa, hắn chỉ cần quay lưng, lưng rùa có thể đơn giản hóa giải. Muốn tạo thành thương tổn với hắn, vậy thì phải kéo gần thiếp thân vật lộn, để hắn không có thời gian xoay người. Nhưng gần người chiến đấu, quá hung hiểm, cũng không thích hợp người tu nguyên lực, đó là sáo lộ công kích của thể tu. Thực lực của Nguyệt Dung Nhi hiển nhiên không chỉ có bấy nhiêu, nàng nũng nịu một tiếng. Khổng tước bách linh, phá diệt càn khôn, sau lưng của nàng chợt xuất hiện một cánh chim mỹ lệ, như khổng tước xòe đuôi. Tiếp đó tổng cộng 72 cái lông đuôi nhất tề bắn ra, đánh về phía Trung Hải. Thế gian không có phòng ngự tuyệt đối, chỉ có công kích không đủ cường đại mà thôi. Trung Hải cười nhạt, xoay người, nhưng lần này, trên lưng hắn nhô cao, quần áo hé lộ, hiện ra một mai rùa hình chứng màu đen, phía trên có thần văn, lúc này đã phát quang. Hắn rõ ràng chỉ là phá hư cảnh mà thôi, lại có thể dẫn động thần văn, tuy chỉ vài đạo, nhưng uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Đây là huyết mạch, để hắn sớm có uy năng của thần cảnh. Hiu 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 hiu, bách linh tề xạ, ở trên mai rùa lóe ra tia sáng chói mắt. Trăm đạo linh vũ đảo qua, Trung Hải không bị thương chút nào. chương 965, Nữ Hoàng Triệu Kiến Thượng. Ha 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 ha, Trung Hải phản kích về phía Nguyệt Dung Nhi, hắn cũng không công, chính là lấy lưng rùa làm tấm chắn, va chạm tới nàng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đụng Nguyệt Dung Nhi xuống lôi đài, vậy hắn có thể bất chiến mà thắng. Này rất đê tiện, nhưng hiệu quả rất tốt, lực phòng ngự của Mai Rùa thật đáng sợ, hơn nữa còn có thần văn đan vào phá hư cảnh bị đánh một cái tuyệt đối không dễ chịu khi nguyệt dung nhi bị buộc vào góc chết vậy thì đồng nghĩa với tuyên bố nàng thất bại nàng bị đụng xuống lôi đài nguyệt dung nhi tức giận đến sôi lên luận chiến lực chân chính nàng tuyệt đối không thua trung hải nhưng võ đài chiến với nàng mà nói quá thua thiệt lực công kích cường đại gần như không có đất dụng võ kể từ đó trụ thiên hoàng triều liền làm lão tam chỉ có thể ngồi xem loạn tinh hoàng triều và bích lạc hoàng triều tranh thứ nhất Phương thức thắng lợi như vậy của Trung Hải đưa tới khinh bỉ, hơn nữa Mỹ nữ vốn đã được yêu ái, hiện tại mọi người tự nhiên càng nghiêng về một phía, hận không thể đạp Trung Hải xuống lôi đài. Nhưng ra mặt của Trung Hải dày giống như mai rùa của hắn, đứng ở trên lôi đài không có chút xấu hổ, trái lại nhìn Lăng Hàn ngoác ngón tay, ý khiêu khích mười phần. Lăng Sư Huynh, giết hắn, người của loạn tinh Hoàng Triều đều nổi giận, người cũng quá lớn lối đi. Lăng Hàn cười nhạt, chậm rãi đi tới trước lôi đài, từng bước mà lên, có vẻ cực kỳ thong dong nhanh lên một chút, đánh bại ngươi, chúng ta chính là thứ nhất. Trung Hải phách lối nói, Lăng Hàn không nhanh, cũng không chậm, tâm linh của hắn kiên định, sao lại bị người khác mê hoặc. Hắn đi lên lôi đài nói, loạn tinh Hoàng Triều, Lăng Hàn, bích lạc Hoàng Triều, Trung Hải, mời, mời, đợi Lăng Hàn nói ra chữ mời, Trung Hải lập tức nhe răng cười, huy quyền đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, dễ dàng hóa giải một quyền này. Có chút thực lực, Trung Hải cười nhạt, một quyền kia chỉ là thử xem mà thôi. Thân sắc của hắn ngưng tụ, song quyền nắm chặt, hai mắt nguyên bản hắc bạch phân minh đã biến thành màu trắng. Nộ hải quyền, hắn hét lớn, song quyền cùng oanh, nhất thời, sóng chiều nổ lớn, hư ảnh một đạo biển gầm hiện lên, va chạm về phía lăng hàn. Chiến lực phá hư 22 tinh, sắp tiếp cận 23 tinh. Lăng hàn thầm bình luận, bất quá, bây giờ chiến lực của hắn đã bao nhiêu? Đi, hắn đoạt bước mà ra, đánh ra một trường, Quang hoa kim sắc dũng động, trực tiếp phá tan biển gầm, tiếp tục đánh về phía Trung Hải. Trung Hải lộ ra vẻ hoảng sợ, đối phương đây là lực công kích gì a, à, đơn giản liền oanh phá nộ hải quyền của hắn. Hắn vội xoay người, đây là át chủ bài của hắn, lợi dụng lực phòng ngự đến chiến thắng. Oanh, trưởng của Lăng Hàn ấn vào mai rùa, thân hình của hai người đều dừng lại, chỉ thấy thần văn trên mai rùa chớp động. Lại cản được, khán giả đều thất vọng, bọn họ tự nhiên hy vọng Lăng Hàn có thể thắng ngay cả người của trụ thiên hoàng triều cũng không ngoại lệ. Tạp, thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy trên mai rùa xuất hiện vết dạn, tiếp đó như mạng nhện lan tràn, trong nháy mắt đã hiện đầy cả lưng. Tiếp đó, từng mảnh nghiền nát, giống như đồ sứ. Nát, quy, ở trong sinh linh bình thường, đây là danh từ phòng ngự cường đại, ngay cả mãnh hổ hùng sư cũng không có biện pháp làm gì chúng. Mà tiến vào trình tự yêu thú, lực phòng ngự của quy đề thăng lần thứ hai. Yêu tu cực hạn là thần thú, Lực phòng ngự tự nhiên càng thêm kinh người. Trung Hải trời sinh dị bẩm, có một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú Huyền Vũ, này thể hiện ở phòng ngự của hắn, trên lưng có một khối xương được xưng thần chi lĩnh vực, bởi vì chỉ có thần linh mới có thể oanh phá. Trên khán đài, tất cả khán giả đều mục trừng khẩu ngốc, ngay cả rất nhiều cường giả sơn hà cảnh, nhật nguyệt cảnh cũng không thể tin tưởng. Lăng Hàn rõ ràng chỉ là phá hư cảnh mà thôi, nhưng tại sao chiến lực lại cường đại như vậy? Trên đài cao, đại nhân vật của Bích Lạc Chủ thiên hoàng chiều hơi cảm ứng, xem Lăng Hàn có phải mượn quốc thế hay không, nhưng để bọn họ thất vọng là, trên người Lăng Hàn không có vết tích ngoại lực, hơn nữa trên đồ đằng quốc gia cũng không có tên Lăng Hàn. Trên đồ đằng vô danh, liền không thể lấy quốc thế, này là đạo lý ai cũng biết. Chiến lực bản thân, cũng có thể cường đại như thế. Điều này làm cho rất nhiều đại nhân vật kinh ngạc, bởi vì phá hư cảnh còn không có nhảy vào thần cấp, ảnh hưởng điều không phải quá lớn, nên cho dù kỳ tài ngút trời cũng chỉ yêu cầu mình đạt đến chiến lực 20 tinh là đủ, không cần thiết liều mạng ở bước này dù sao con đường võ đạo quá dài hơn nữa người ở phá hư cảnh tu luyện càng hoàn mỹ năng lực vượt cấp có thể tăng mấy tinh ta ở sơn hà cảnh nhật nguyệt cảnh đồng dạng có thể tu luyện hoàn mỹ chiến lược tăng lên chẳng phải càng cường đại chính bởi vì thần cảnh vượt cấp chiến đấu quá khó khăn nên truy cầu cảnh giới mới là vương đạo thình thịch trung hải rơi xuống lôi đài phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương mai rùa này chính là một bộ phận thân thể của hắn bây giờ bị đánh nát tự nhiên để hắn đau nhập nội tâm. Nhưng trước đó hắn thắng quá hèn hạ, bởi vậy nhìn hình dạng hắn hiện tại, chúng nhân đều khoái ý, cảm thấy giải hận. Bài vị đã định, lần này tam quốc tranh phách, loạn tinh hoàng triều thứ nhất, bích lạc hoàng triều thứ hai, trụ thiên hoàng triều thứ ba. Thanh âm của cửu quận vương ở trên đài cao vang lên, tuyên bố kết quả sau cùng. Đám người lăng hàn, diệp thừa vận đều được ca ngợi, theo thứ tự mỗi người nhận trăm khối chân nguyên thạch, đây chính là một khoản tài phú không nhỏ, chỉ tranh tài một hồi mà thôi, có thể nói trọng thường. Lăng Hàn đang muốn theo tả tướng ly khai, chỉ thấy một cung nữ đuổi theo, đầu tiên là vén áo thi lễ, sau đó nói. Phụng ý chỉ của bệ hạ, truyền Lăng Hàn diện thánh. Tả tướng hơi sừng sờ, vội cung kính nói. Tuân chỉ, hướng thừa dẫn đố kỵ muốn phát rồ, dân đen từ tiểu thế giới mà đến này cư nhiên được nữ hoàng bệ hạ triệu kiến, này là vận khí như thế nào? Ngay cả hắn cũng chỉ là bởi vì theo tả tướng, mới có thể xa xa trông thấy nữ hoàng. Này là kiêu ngạo thuộc về hắn, nhưng bây giờ thì sao? Tiểu tử phá hư cảnh kia cư nhiên có thể gần gũi tiếp xúc với nữ hoàng bệ hạ, trong nháy mắt đã đạp kiêu ngạo của hắn dưới chân. Hắn hận, trước đây tại sao lại mang lăng hàn về, không bằng trực tiếp chấn giết, tùy tiện lập một hoàng đế bù nhìn không được sao? Chương 966, nữ hoàng Triệu Kiến Hạ. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể hối hận, lại cái gì cũng không dám làm. Người nữ hoàng bệ hạ muốn gặp, người cũng dám ngăn cản. Lăng Hàn theo cung nữ đi vào hoàng cung, ở đây vô cùng yên tĩnh, trừ vệ binh tuần tra thì không có người khác. Dĩ nhiên, vệ binh cũng đều là nữ tính, 10 người một đội, do một cường giả sơn hà cảnh đại viên mãn xuất lĩnh, đội viên cũng đều là sơn hà cảnh. Một lát sau, cung nữ dẫn Lăng Hàn tới một đại điện, tất cả do vật thể thủy tinh màu hồng nhạt làm bằng, như một khối bảo thạch mỹ lệ. Khởi bẩm bệ hạ, Lăng Hàn đã tới." Cung nữ quỳ gối ở ngoài cửa nói. "Tuyên, bên trong truyền tới một thanh âm uy nghiêm." rồi lại cất dấu quyến rũ không gì sánh được, điểm giống như mật, để người nghe xong thoải mái không gì sánh được. Cung nữ nhìn Lăng Hàn gật một cái đầu, đi vào trong cung điện. Lăng Hàn cũng đi theo, hắn bén nhạy phát hiện, phía sau mỗi một thạch trụ đều cất giấu một thị vệ, khí tức thâm bất khả chắc, chỉ ít không phải hắn có thể tra nhìn. Cây cột như vậy tổng cộng có 18 cây, kéo dài đến cuối cung điện, nơi đó có một hoàng tọa, ngồi một nữ tử mặc long bào, trên người có thần quang dương động, thấy không rõ dáng rất cụ thể, nhưng cho dù mông lung không gì sánh được, cũng có một loại quyến rũ tận xương, làm cho lòng người mềm nhũng. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ danh bất hư truyền, chỉ ngồi đó mà thôi, thì có phong tình không gì ngăn nổi. Lăng Hàn thở dài, nhưng không thể không nửa quỳ xuống nói. Lăng Hàn tham kiến bệ hạ, này là một cường giả đại năng tinh thần cảnh đại viên mãn, bản thân còn là thiên tài ngũ tinh, cộng thêm quốc thế, không nói hàng hà cảnh, chỉ ít ở đại năng tinh thần cảnh là vô địch. Đối với cường giả như vậy, tôn kính là nên ánh mắt của loạn tinh nữ hoàng đảo qua lang hàn nhất thời có cảm giác bị nhìn thấu như ở trước mặt đối phương hắn giấu không được bất kỳ bí mật gì từ tiểu thế giới khai thiên mà đến người rất không dễ dàng nàng nói mang theo một tia ngợi khen lang hàn nhất thời có loại vui sướng nhiệt huyết sông đầu nhưng trong lòng lập tức dùng mình vì sao đối phương chỉ khích lệ hắn lại có xung động vì đối phương phục vụ quên mình nghị lực của vị nữ hoàng này thật đáng sợ rõ ràng không có dùng bất kỳ công pháp nào chỉ một câu nói mà thôi hơn nữa dung nhan khí chất thậm chí dung mạo của nàng đều mông lung liền để hắn mê say thảo nào ngay cả hai vị đế hoàng đại năng tinh thần cảnh cũng mê nàng quả thực nghị lực như vậy quá khó ngăn cản tạ ơn bệ hạ khích lệ vẻ mặt của lăng hàn nghiêm túc nói ánh mắt buông xuống không dám liếc mắt nhìn nhiều vị nữ hoàng này chính là một họa thủy nghị lực còn vượt qua thủy nhạn ngọc chưa toàn nhi một mảng lớn chỉ ít lấy lăng hàn biết có thể ở khí chất địch nổi thậm chí vượt lên nàng chỉ có vị cung chủ kia của côn bằng cung chỉ là khí chất của hai nàng hoàn toàn không phải một loại hình, tuy giọng nói của côn bằng cung chủ nhu hòa, yêu nhã, nhưng cách người từ ngoài ngàn dặm, để người chỉ biết kính ngưỡng mà không dám có bất kỳ suy nghĩ nguyên man. Nhưng vị nữ hoàng trước mắt này tuy giọng nói vắng lặng, lại như độc dược điềm mỹ, để người muốn ngừng mà không được, cam nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa, trí tử dứt khoát. Đây là vị nữ hoàng này còn không dùng mỹ công gì, bằng không sẽ càng chết người. Lăng Hàn cũng không nhận ra tu vi của mình bây giờ có thể chống đối mị lực của vị nữ hoàng này bao lâu, bởi vậy không nhìn tốt nhất, miễn cho tâm thần trầm luân, không thể tự kiềm chế. Người vì bản chiều ngăn cơn sóng dữ, thắng được một nghìn danh ngạch tiến nhập thiên hải bí cảnh, bởi vậy, chấm liền phá lệ, ban thưởng ngươi danh ngạch tiến vào. Loạn tinh nữ hoàng nói, tạ ơn bệ hạ, cái ban thưởng này ở trong dự liệu của Lăng Hàn, hơn nữa đại nhân vật như nữ hoàng sẽ vì tuyên bố tin tức như thế mà cố ý triệu kiến hắn sao. Nghĩ đến, có lẽ vì hắn biểu hiện ra chiến lực quá kinh người, mới để loạn tinh nữ hoàng muốn quan sát hắn một chút. Ra hoàng cung, trong đầu lăng hàn tất cả đều là thân ảnh mê người của loạn tinh nữ hoàng. Thật là một kẻ gây tai họa, nguyên bản, trong lòng lăng hàn thường thường sẽ nhớ tới phụ mẫu, hồng nhan, bằng hữu và nhi tử, nhưng bây giờ tất cả lại là dáng dấp của nữ hoàng kia. Hơn nữa, hắn rõ ràng chưa từng thấy qua vị nữ hoàng này, cũng nguyễn tưởng ra một gương mặt động nhân không gì sánh được. Giống như hắn dùng ưu điểm của tất cả nữ nhân hắn gặp qua, hợp thành một dung nhan không thể soi mói. Nội tâm như có một thanh âm nói cho Lăng Hàn, vị nữ hoàng này là nữ nhân đẹp nhất trên đời. Không được, thực sự là không được, trong lòng Lăng Hàn nói thầm, vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, thật lâu sau mới xóa đi thân ảnh của Loạn Tinh nữ hoàng, nhưng trong lòng lại dâng lên ý không muốn, để hắn lắc đầu, cư nhiên sẽ mê muội như vậy, quả thực như nhập ma. Loạn Tinh hoàng triều thắng được thứ nhất, liền có một nghìn danh ngạch tiến nhập thiên hải bí cảnh, mà hai đại hoàng triều khác thì được 500 danh ngạch. Một nghìn danh ngạch thoạt nhìn nhiều, nhưng thực chất lại không đủ chia. Ai không muốn một cái? Sơn Hà Thạch đối với bất luận Sơn Hà Cảnh nào mà nói đều có chỗ tốt lớn lao, không chỉ có thể đề thăng tu vi, còn có thể giao cho năng lực đặc thù. Đối với phá hư cảnh mà nói, vậy càng là trí bảo, có thể nhảy qua giai đoạn lĩnh ngộ, trực tiếp ngưng xuất Sơn Hà, dảo bước tiến lên một cảnh giới. Chỉ là dựa vào Sơn Hà Thạch đột phá, cực hạn là Sơn Hà Tiểu cực vị đỉnh phong, trừ khi có thể tự thân đột phá, bằng không chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở giai đoạn này. Trời xanh đương nhiên công bình, vì chút danh ngạch này, mọi người đã đánh bể đầu. Bởi vì loạn tinh nữ hoàng không có con, nàng chỉ lấy vài danh ngạch giao cho cửu quận vương, để nàng tiến nhập thiên hải bí cảnh lịch lãm, ngoài ra còn có vài hộ vệ để bảo vệ an toàn. Danh ngạch còn dư lại thì giao cho tả hữu tướng, thất đại tướng phân phối. Cửu vương địa vị cao cả, tuy quyền thế trên tả hữu tướng, thất đại tướng, nhưng trọng điểm chỉ tu luyện, chưa bao giờ vung tay múa chân với triều sự, đây cũng là nguyên nhân đám đại nhân vật tả tướng tình nguyện thần phục. Mấy ngày nay Hoàng Đô khẳng định rất náo nhiệt, các gia tộc đều vì người mình bôn ba, Sơn Hà Thạch A, có thể bồi dưỡng truyền nhân kiệt xuất. Lăng Hàn ngược lại đã lấy được một danh ngạch, đây chính là nữ hoàng bệ hạ ban cho, ai cũng không có khả năng đoạt, bởi vậy, hắn an tâm quay lại học viện. chương 967, Lịch sử hắn vốn muốn lập tức đi tìm thủy nhạn ngọc hỏi sự tình liên quan đến thiên hải bí cảnh nhưng nhớ tới chuyện này hắn mới phát hiện còn không biết thủy nhạn ngọc ở chỗ nào không khỏi mỉm cười vậy tìm người hỏi một chút lăng hàn đi tìm lâm do đối phương xuất thân thế ra làm người lại trượng nghĩa hỏi hắn mấy vấn đề tự nhiên không có vấn đề gì lâm do rất nhiệt tình khi biết ý đồ đến của lăng hàn hắn đem tư liệu mình biết về thiên hải bí cảnh nói cho lăng hàn lịch sử của bí cảnh này còn dài hơn loạn tinh hoàng chiều mấy lần Bích lạc hoàng triều, trụ thiên hoàng triều truyền thừa ít nhất mấy ức năm, kỳ thực trước đây chỉ có hai hoàng triều tranh phách, thẳng đến 100 vạn năm trước, mới có loạn tinh nữ hoàng ngang trời xuất thế, từ một tiểu quốc đi tới, từng bước chinh chiến, cuối cùng hình thành thế chân vạc tam quốc bây giờ. Nhưng thiên hải bí cảnh tồn tại lại sớm hơn bích lạc, trụ thiên hoàng triều mấy lần, trước khi hai đại quốc sáng lập, hay hợp ninh tinh vẫn còn ở thời kỳ hồng hoang, bí cảnh này liền tồn tại. Bởi vậy không có ai biết địa vị của bí cảnh này, chỉ biết ở trong đó có sơn hà thạch, có một chút thậm chí là trí bảo, đáng tiếc, qua sơn hà cảnh thì không thể trùng tu sơn hà, bằng không tầm quan trọng của bí cảnh này còn muốn lớn hơn. Lối vào bí cảnh chỉ mở nửa ngày, tiến vào khoảng 2.000 người chính là cực hạn, thêm nữa sẽ trực tiếp miểu sát. Mà ở trong bí cảnh có thể đợi bao lâu, vậy không nhất định, có đôi khi chỉ nửa tháng, có đôi khi là nửa năm. Cái bí cảnh này hạn cao không hạn thấp, chỉ có thể cho võ giả dưới sơn hà cảnh tiểu cực vị tiến nhập, cảnh giới cao đi vào sẽ bị chém thành mảnh nhỏ, ngay cả đại năng tinh thần cảnh cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, có người suy đoán bí cảnh này là thủ bút của sáng thế cảnh, bằng không làm sao có thể xuất hiện trí bảo như Sơn Hà Thạch. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đô quả nhiên bởi vì một nghìn danh ngạch kia mà sôi trào, gia tộc có chút thực lực đều bôn ba, tặng lễ tới quý phủ của tả hữu tướng, thất đại tướng quân, để cầu thu được một tư cách tiến vào. Bởi vì Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị có thể đi vào, Lăng Hàn tự nhiên không được coi trọng, hắn ở phá hư cảnh có thể vô địch, nhưng phóng tới sơn hà cảnh, một sơn hà cảnh là có thể nghiền ép hắn. Bất qua đối với điểm ấy Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối sẽ không nhận đồng, nàng chính là ăn xong vị đắng, tinh tường biết thể phách của Lăng Hàn đáng sợ đến mức nào. Trong sích thiên học viện, vài thiên tài sơn hà cảnh tiểu cực vị bài danh cao còn được thế lực khắp nơi truy phùng, có chút rõ ràng chỉ xuất thân hàn môn, không bối cảnh, cũng ngoài ý muốn thu được tư cách. Tỷ như một người tên Đường Phi, hắn là thiên tài Sơn Hà Tiểu cực vị xếp hàng thứ nhất của Bắc Phân Việt, xuất thân bình dân, nhưng lần này được tả tướng đại nhân bổ nhiệm, có thể tiến nhập thiên hải bí cảnh, mục đích tự nhiên là vì bảo hộ lệ vi vi. Này quá xa xỉ, nhưng tả tướng không quan tâm, hắn chỉ có bốn nữ nhi, mà tiểu nữ nhi là thịt trong lòng hắn, vì cho ái nữ cơ duyên lại bảo chứng an toàn, trả giá một danh ngạch lại tính là gì. Chuẩn bị bảy ngày, một nghìn nhân viên tiến nhập thiên hải bí cảnh toàn bộ định xuống, những người này đều ngồi lên một chiếc phi thuyền sang trọng, chở bọn họ bay về phía mục đích. Nơi ba nước giao nhau, là một cánh đồng hoang vu, để Lăng Hàn rất kỳ quái, thiên hải bí cảnh này mang theo một chữ hải, như vậy hải đâu? Ở chỗ nào, người của hai đại hoàng triều khác cũng đến rồi, đồng dạng là dùng phi thuyền, bằng không cho dù là sơn hà cảnh chạy tới cũng phải lấy tháng tính. Dẫn đội của loạn tinh hoàng triều là một trong thất đại tướng Đinh Lập An, cũng là người duy nhất chưa thành ra, không có hậu đại trong thất đại tướng. Có người nói vị đại tướng quân này khổ yêu loạn tinh nữ hoàng, quyết trí thể suốt đời không cưới, nhưng hiển nhiên hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nhất định độc thân một đời rồi. Độc thân, vậy cũng chỉ có tu luyện, bởi vậy tu vi của Đinh Lập An rất cao, đạt tới đại năng tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, bản thân là thiên tài tứ tinh, có thể địch đại năng tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh phong thông thường. Hai đại hoàng triều khác cũng xuất động nhân vật nặng ký đồng dạng, có vẻ rất coi trọng, dù sao tiến nhập bí cảnh đều là hậu đại của các nhân vật trọng yếu trong hoàng triều, hoặc là thiên tài tuyệt đỉnh, không thể sơ thất đám người thủy nhạn ngọc quý vân nhi lâm do diệp thừa vận cũng dựa vào thế lực gia tộc lấy được tư cách tiến vào bất quá mã hưng tuy thiên phú bất phàm nhưng không duyên nơi này bởi vì hắn không có hậu trường gì nói thật nếu không phải loạn tinh nữ hoàng ngự khẩu ân chuẩn lăng hàn cũng không nhất định có thể đạt được danh ngạch hiện thực chính là tàn khốc như thế ánh mắt của lăng hàn đảo qua chỉ thấy có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm cười gần, lộ ra sát cơ không hề che giấu chút nào có các sư huynh sư tỷ của tây viện có con cháu La gia, còn có thủ hạ của Triệu Luân, đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, phảng phất nhìn một con cừu, tràn ngập tàn nhẫn và vô tình. Lăng Hàn vốn không quen biết nhiều người như vậy, nhưng bên người có Lâm do giới thiệu giúp, để trong lòng hắn hiểu rõ. Trong thiên hải bí cảnh không phải chỉ có cơ duyên, còn có nguy hiểm vô tận, bởi vậy mỗi lần ở bên trong chết mấy người là chuyện rất bình thường, hơn nữa căn bản không thể tra ra là ai hạ thủ. Ở trong bí cảnh luôn là điểm giải quyết tự oán tốt nhất người sợ chết vậy chỉ có thể lựa chọn không vào cơ duyên và nguy hiểm từ trước đến giờ là cùng tồn tại Lăng hàn nhìn những người kia trong lòng cười gằn coi như không có hắc tháp lấy thể phách của hắn hiện tại cũng hoàn toàn không thua thần thiết cấp một hoàn toàn có thể chống đỡ sơn hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong oanh kích mà hắn còn có thất sát chấn hồn thuật đến thời điểm đó ai giết ai còn chưa chắc chắn mặt khác hắn ở sáu pháp quy nhất đã đạt được tiến bộ hiện tại thiếu chỉ là thời gian chỉ cần lực lượng đạt đến 20 tinh liền có thể đột phá, chờ hắn bước vào sơn hà cảnh, vậy cơ bản là hắn quét ngang những người khác mà thôi. Hắn xác thực không có công pháp thần cấp, nhưng đừng quên trong bí cảnh có sơn hà thạch, có thể trực tiếp ngưng tụ Sơn hà, chỉ là cực hạn ở tiểu cực vị đỉnh cao mà thôi. Chương 969, Cửu quận vương tặng lễ. Nhưng mà, Bát Phương và nữ hoàng bệ hạ đều có một điểm giống nhau, là không ưa nam nhân, cự ngoài ngàn dặm. Ở mọi người nghĩ đến, Cửu quận vương cũng không ngoại lệ mới đúng. Bởi vậy, nhìn thấy Cửu Quận Vương chuyên môn chạy tới đưa đan, tự nhiên làm mọi người chấn kinh đến trợn mắt ngoác ngồm, không cách nào tin nổi. Lăng Hàn tiếp nhận bình đan, lộ ra nụ cười nói: "Cảm ơn Cửu Quận Vương." Hắn ngược lại rõ ràng, Cửu Quận Vương Thiên Chân Vô Tà, đơn thuần đến cực hạn, căn bản không có tâm cơ, cũng không có ý nghĩ tình ái gì, hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn trợ giúp loạn tinh hoàng triều đạt được thứ nhất, để Cửu Quận Vương được nữ hoàng khích lệ, người ta cao hứng, muốn biểu đạt lòng biết ơn. Chỉ đơn giản như vậy, được rồi, vậy ngươi cũng không nên chết ở bên trong, sau này gặp lại. Cửu quận vương phất phất tay, lại sách quần chạy đi. Lâm do há to miệng, đủ để nhét vào một nắm đấm, thật lâu sau mới đấm ngực của lăng hàn một quyền, âm thanh quái dị nói. Khá lắm, không nghĩ tới người dĩ nhiên âm thầm bắt cửu quận vương, tê, vậy phỏng chừng không có ai dám ra tay với người A. Cửu quận vương có thể đại biểu ý chí của nữ hoàng bệ hạ, nếu nàng xem trọng lăng hàn, ai dám động lăng hàn chỉ nở nụ cười nhưng trong lòng lắc đầu sự tình lại há có thể đơn giản như vậy bí cảnh giết người ai có thể biết là ai hạ thủ lẽ nào cửu quận vương còn có thể chém toàn bộ mọi người sao nếu cửu quận vương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nói không chắc loạn tinh nữ hoàng thật sẽ giết tất cả người đi vào để chút lửa giận nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn mà làm như vậy nói khó nghe một chút hắn là cái thá gì lăng hàn thu bình đan ngọc dương đan có thể tiết kiệm được võ giả tu hành một năm đây đặt ở thần linh mà nói hầu như không đáng chú ý, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại là cực kỳ hữu dụng. Nói không chắc, hắn luyện hóa viên đan dược kia xong là có thể đạt đến lực lượng 20 tinh. Nhàn dỗi cũng đúng nhàn, hắn trực tiếp dùng, liền luyện hóa ở ngay đây. Ai dám động đến ta, dưới con mắt mọi người, lang hàn ngược lại là an toàn nhất, ai dám ra tay vào lúc này là công nhiên đối nghịch với cửu quận vương, tin tưởng ngay cả tả hữu tướng, thất đại tướng cũng không dám. Chuyện này, khóe miệng của Thủy Nhạn Ngọc co giật, vì gan của người đàn ông này lớn mà kinh ngạc. Lăng Hàn ăn đan dược, lập tức vận chuyển sáu pháp hợp nhất, hấp thu dược lực trong đó. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành thực chất, bao bọc Lăng Hàn lại. Linh căn sáu thuộc tính hấp dẫn sáu loại thuộc tính linh khí, hóa thành lục đạo khí trụ, sắc thái ban lan. Nhìn thấy những trụ linh khí này, không ít người đều thay đổi sắc mặt. Có gì đáng kinh ngạc, không phải là xúc động linh khí sao? Có người khinh thường nói đồng thời xúc động linh khí sáu thuộc tính không kỳ quái, coi như tiên thiên không có linh căn, cũng có thể ở hậu thiên đúc luyện ra, thành tựu linh căn sáu thuộc tính cân bằng hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, tại sao trụ linh khí kia sẽ thô to như vậy? Quá kinh người, thời điểm ta ở phá hư cảnh, xúc động trụ linh khí nhiều nhất chỉ bằng một phần trăm của hắn. Bị đề tỉnh như thế, bất kể là phá hư cảnh hay sơn hà cảnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng trách người này vô địch ở phá hư cảnh, xác thực tu luyện phá hư cảnh tới mức độ hầu như hoàn mỹ thiết, chỉ vô địch ở phá hư cảnh mà thôi, tiến vào sơn hà cảnh chính là cặn bã. Không sai, hắn cũng chỉ bò đến tầng 8, thiên tài tứ tinh mà thôi, coi như là thiên tài nhị tinh, chỉ cần đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao liền có thể chấn áp hắn. Có mấy người ghen tị nói, nhưng sau khi nói ra, ngay cả mình cũng không nhịn được líu lưỡi. Mới vừa vào sơn hà cảnh tiểu cực vị liền nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng trung cực vị sơ kỳ, đây là kinh người cỡ nào. Thiên tài tứ tinh mà thôi. Người biết loạn tinh hoàng triều tổng cộng có mấy thiên tài tứ tinh sao? Còn mà thôi, kha kha, hắn chỉ là có tiềm lực đạt đến thiên tài tứ tinh mà thôi, lại không phải nhất định. Cuối cùng, những người này càng nói vòng trở về, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, ở dưới dược lực ảnh hưởng, linh khí như trụ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực bản thân. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên, sung kích 20 tinh. Bởi vì vẫn đang tu luyện cửu long bá thể thuật, lại thêm tài nguyên của thần giới, một phá hư cảnh nho nhỏ như hắn tự nhiên rất nhanh đạt đến thể thuật đỉnh cao, chỉ kém ở cấp độ nguyên lực. Trên thực tế, lấy tài nguyên của thần giới, có thể dễ dàng đưa lực lượng một võ giả lên phá hư cảnh 20 tinh, chỗ khó là bản thân ngươi có thể chịu đựng được lực lượng như vậy hay không? Đan điền của ngươi không đủ lớn, linh hải không rộng rãi, làm sao có thể chứa đựng nhiều nguyên lực như vậy? Tuyệt đối sẽ bị căng nứt, thật giống như một người rõ ràng có gia tài bạc triệu, nhưng lại sinh bệnh tật không thể ăn mỹ vị món ngon, không thể đụng vào kiều thê như hoa, như vậy giàu có lại có ý nghĩa gì? Lăng Hàn tu sáu pháp hợp nhất, chính là mở ra một cánh cửa cuối cùng, để bản thân có thể chứa đựng lực lượng cực hạn 20 tinh, khi hắn ngộ ra bí quyết như vậy, vậy kém chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại cửu quận vương tặng hắn một hạt ngọc dương đan, vừa vặn lấp bằng khuyết điểm ấy. Chỉ sau một ngày, Lăng Hàn ngừng lại, mở hai mắt, lộ ra một nụ cười. Ồ, Thủy Nhạn Ngọc khiếp sợ, thời điểm ngươi nhìn ta, lại để ta có cảm giác không dám đối diện. Lăng Hàn cười ha ha, trêu ghẹo nói, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý phu tôn thê ti, ngươi sợ ta là phải. Thủy nhạn ngọc tàn nhẫn chừng hắn một cái, nhưng lại rất kinh ngạc, phải biết nàng là Sơn Hà Cảnh, lại bị ánh mắt của một phá hư cảnh dọa, đây là cái đạo lý gì. Trong lòng nàng ngẩn ra, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ngươi, ngươi sẽ không đẩy mạnh lực lượng đến 20 tinh chứ. Thông minh, không hổ là vợ ta, Lăng Hàn khen, lực lượng, 20 tinh, trong đầu Thủy Nhạn Ngọc đều là mấy chữ này, khiếp sợ đến quên phản bác Lăng Hàn đùa giỡn. Nàng biết khẳng định có một ngày Lăng Hàn sẽ đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Nàng tràn ngập khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, nam nhân này. Có lẽ sẽ thành tiểu vĩ tích làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. chương 970, Tiên Kim, Thiên Hải Bí Cảnh sắp mở ra, không biết là ai kêu một tiếng, chúng nhân nhất tề nhìn bầu trời lang hàn cũng không khỏi nhìn lại thiên không chỉ thấy trước đó còn là thanh thiên lãng nhật nhưng chỉ trong nháy mắt thương thiên bị xé ra xuất hiện một hải dương to lớn rộng chẳng biết bao nhiêu sóng to gió lớn có thần thức đáng sợ đan vào nhìn liền để người kinh hồn táng đảm ung um ung um, cánh đồng hoang vu phía trước hé theo hiện ra một thâm uyên to lớn chợt một cột nước dựng lên hóa thành thác nước ngược quyển về phía bầu trời thác nước đảo lưu tiếp nối thiên hải trên không trung nhất thời sóng nước cuồn cuộn không dứt nghịch lưu bầu trời. Tiếng nước như sấm, áp đảo tất cả thanh âm, lúc này cho dù có người liều mạng la cũng nghe không được mình đang nói cái gì. Lang Hàn hoảng sợ nhìn, cũng quá đổ sộ đi, trên bầu trời hiện ra một đại hải, giống như đổ xuống có thể nhấn chìm toàn bộ hợp ninh tinh. Mà nước dưới nền đất cư nhiên chảy ngược không chung, hoàn toàn trái với thường quy. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì sao bí cảnh này được xưng là thiên hải. Biển trên bầu trời, xứng đáng cái tên hiện tại chúng nhân chỉ có thể dùng thần thức giao lưu thính giác hoàn toàn phế bỏ chỉ có sóng nước nổ vang không dứt đó chính là thiên hải không người nào có thể lên trên đó nhìn đến tột cùng trong biển rộng có sinh linh hay không lại có cuối cùng hay không lâm do ở một bên cảm khái nói đã từng có một vị cường giả đại năng tinh thần cảnh điều khiển chiến hạm tiến nhập trong đó nhưng một cơn sóng phách qua chiến hạm nát bấy vị cường giả kia ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy trốn thân tử đạo tiêu đại năng tinh thần cảnh ở hợp ninh tinh chính là đại danh từ vô địch nhưng ngay cả đại năng tinh thần cảnh cũng như vậy đại hải kia tự nhiên thành vùng cấm xem có cái gì có người chỉ vào thác nước liên tiếp trời và đất lang hàn ngưng mắt nhìn trong thác nước có một thứ màu trắng loáng nhưng thấy không rõ cụ thể là cái gì này rất kinh người thác nước nghịch lưu vốn là nhất kiện đại chuyện tình cổ quái nhưng bây giờ trong thiên hải lại có một vật lại nghịch thác nước chảy xuống càng làm cho không người nào có thể tiếp thu lang hàn phát động chân thị chi nhãn cuối cùng để hắn nhìn thấy mơ hồ. Là một khối kim trúc, kim trúc bạch sắc, chơi ạ, à, sóng nước nơi đó có thể đơn giản phách toái tinh vũ chiến thuyền, thắt cổ cường giả đại năng tinh thần cảnh, hiện tại lại có một khối kim trúc còn giữ vững hoàn chỉnh. Kim trúc tất nhiên rất nặng, bằng không làm sao có thể nghịch thác nước hạ xuống. Thần thiết đỉnh cấp, tuyệt đối là thần thiết đỉnh cấp, có thể chú thành pháp khí cường đại nhất thế gian. Ngay cả lực phá hoại của thiên hải cũng có thể đỡ, thế gian còn có lực lượng nào có thể phá hủy nó sao? Vài đại nhân vật đều kinh hô, đây chính là cường giả đại năng tinh thần cảnh, có thể làm cho bọn họ động dung. Giá trị khối thần thiết này có thể nghĩ, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều lửa nóng. Phải biết rằng khối thần thiết này chính là rớt xuống, vậy sẽ rơi tới nơi nào? Trong thiên hải bí cảnh, đúng, thiên hải bí cảnh không thể như đại dương minh mông trên bầu trời, ngay cả cường giả đại năng tinh thần cảnh đi vào cũng bị trực tiếp thắt cổ, những người khác đi không phải là chịu chết sao? Bí cảnh ở dưới đại địa, chỉ có thời điểm thiên hải xuất hiện, bí cảnh này mới hiển hóa ra, bằng không cho dù ngươi đào xuyên hợp ninh tinh cũng mơ tưởng tìm được. Lăng Hàn cũng tìm đập thình thịch, thần thiết đỉnh cấp, ai không muốn. Hơn nữa, người khác có thể không có cách nào rèn thần thiết như vậy, nhưng hắn có hắc tháp, chắc là có thể đi. Tiểu tháp, người được không? Hắn không khỏi hỏi, ta lại không nhìn thấy, làm sao biết? Tiểu tháp hừ một tiếng, bất quá, chỉ cần là thần thiết, vậy chỉ là chút lòng thành. Lăng Hàn bắt được ý ở ngoài lời của nó, cũng chính là còn có vật càng kiên cố hơn thần thiết, ngay cả người cũng không thể luyện hóa. Tự nhiên, người cũng không nghĩ, hắc tháp là dùng tài liệu gì luyện chế. Tiểu tháp ngạo kiều nói, dùng cái gì luyện chế? Lăng Hàn truy vấn, hắn quả thực rất tò mò. Tiên Kim, lúc này tiểu tháp không nói người tu vi quá thấp, nói cho người biết cũng vô dụng gì gì đấy. Trên thần thiết, là tiên kim, bất quá, thần thiết phân rất nhiều đẳng cấp, nhưng tuy chủng loại của tiên kim không ít, lại chỉ có một đẳng cấp mỗi một khối tiên kim đều có linh tính đặc thù của mình có uy năng lớn lao trong truyền thuyết hắc hắc người thật có thể bắt được tiên kim rồi hãy nói tiểu tháp lại bán bí ẩn rồi trong lúc nói chuyện khối kim trúc bạch sắc kia đã rơi vào dưới nền đất thiên hải bí cảnh đã mở còn không mau mau tiến nhập hiện tại không vào còn đợi lúc nào nhất định phải tìm được khối thần thiết kia ai cầm lại khối kia thần thiết kia cho bản tọa trọng trọng có thường các đại nhân vật đều nói thúc giục chúng nhân xuống phía dưới, đồng thời cũng mở ra điều kiện kinh người, muốn thu lấy khối thần thiết đỉnh cấp kia. Không có biện pháp, bọn họ không vào bí cảnh được, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người bọn tiểu bối. Nhưng nếu gặp, vì tranh đoạt khối thần thiết này, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt máu tanh. Đi, lang hàn kéo tay của Thủy Nhạn Ngọc, khi tiến vào nếu không ở thời gian đồng nhất, như vậy tiến nhập bí cảnh sẽ xuất hiện ở chỗ bất đồng. Đầu gỗ, chờ bàn tiểu thư một chút, lệ vi vi vội vã đuổi theo tứ tiểu thư đường phong cản lại hắn còn muốn cùng lệ vi vi một chỗ tự nhiên không hy vọng nhiều một ngoại nhân Cút, lệ vi vi vung tay chiến lược của nàng dĩ nhiên không có khả năng có uy hiếp với đường phong nhưng khi nàng vỗ ra một trường trên cổ tay mang một chuỗi châu liên cũng phát sinh ánh sáng thình thịch đường phong bị đánh bay phun ra một ngụm máu tươi thần khí trong lòng đường phong nói hơn nữa cũng không phải thần khí thông thường bằng không phá hư cảnh tuyệt đối không thể thôi phát chắc là được tả tướng rèn luyện qua bởi vì huyết mạch tương thừa, lệ vi vi mới có thể thôi phát ra uy năng trong đó. Lăng Hàn cầm lấy tay của Thủy Nhạn Ngọc, oanh, tiếng nước rầm rầm ở bên tai hắn. Ngọn sóng nơi này rất lớn, nhưng không có thần văn đan vào, bởi vậy phá hư cảnh bị vỗ tới cũng sẽ không chết, nhưng nếu thực lực không đủ thì vẫn thổ huyết như trụ. Mấu chốt là, sóng nước nơi này là nghịch lưu, nhưng bí cảnh ở phía dưới, bởi vậy phải khắc phục lực xung kích, bằng không ngay cả tư cách tiến vào bí cảnh cũng không có chương 971, dẫn đầu tiến nhập, Lăng Hàn cho thấy một mặt nghịch thiên của hắn, lực lượng 20 tinh phun trào, nghịch lưu mà động, như dẫm trên đất bằng. Mà thể phách của hắn cũng quá cường đại, dòng nước phách đến như đấm bóp cho hắn vậy. Tốc độ của ngươi quá chậm, Thủy Nhạn Ngọc Thần thức truyền âm nói, ngươi trước tiến vào không gian thần khí, ta mang ngươi đi vào. Lăng Hàn không khỏi cười khổ, hắc tháp sao có thể xuất hiện, bình thường giấu ở trong đan điền của hắn, mà khi hắn tránh vào, hắc tháp cũng thu nhỏ lại thành một giới tử, sẽ không tản mát ra một chút xíu khí tức. Hắn muốn tránh vào mà nói, Thủy Nhạn Ngọc căn bản không nhận ra được, làm sao mang. Ha ha, thực lực của ngươi đã cường đại, liền mang theo ta đi thôi, ngược lại ta ra dày thịt béo, tốc độ ngươi mau nữa, nước này cũng không thể gây thương tổn được ta. Hắn cũng không thể giải thích cho Thủy Nhạn Ngọc tính đặc thù của hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc cầm lấy cổ tay của hắn, thân hình bỗng nhiên ra tốc. Không thể không nói, Lăng Hàn trừ phòng ngự có thể sánh bằng sơn hà cảnh tiểu cực vị ra, ở những phương diện khác là kém sơn hà cảnh quá xa, Thủy Nhạn Ngọc vừa phát lực, tốc độ nhất thời nhanh hơn Lang Hàn cả mười mấy lần. Chỉ là nước này tựa hồ cũng bởi vì mỗi người cảnh giới bất đồng mà uy lực không đều, Lăng Hàn căn bản một chút cảm giác cũng không có, nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại lộ ra vẻ cật lực, tốc độ rất nhanh thì chậm lại. Ta đến đi, Lang Hàn chiếm chủ động, mang theo Thủy Nhạn Ngọc đi tới. Kể từ đó, Thủy Nhạn Ngọc chỉ cần lấy nguyên lực ra chỉ bản thân phòng ngự, áp lực nhất thời giảm đi. Tuy tốc độ của Lăng Hàn không nhanh, nhưng từng bước một, chậm ổn không gì sánh được, tổng thể mà nói kỳ thực cũng không chậm hơn Thủy Nhạn Ngọc bao nhiêu. Hắn thấy, dòng nước trùng kích đã tới phá hư 16 tinh, bởi vậy, cho dù là cao thủ phá hư 20 tinh muốn đối kháng cũng rất khó khăn, vì dòng nước cuồn cuộn, tương đương với thời thời khắc khác đều thừa nhận công kích như vậy. Còn không thể hoàn thủ, uy lực của dòng nước tùy người mà dị, bằng không đại năng tinh thần cảnh hộ tống mọi người đến lối vào chân chính, nghĩ đến có lẽ không vấn đề. Bởi vậy, cùng cảnh giới chiến lược càng mạnh, ở đây sẽ càng chiếm ưu thế. Lực lượng của Lăng Hàn tới 20 tinh, đạt tới cực hạn chân chính của phá hư cảnh, hơn nữa thể phách cấp bậc thần thiết, ở đây hắn có thể nói là vô địch. Không phải có thể ở đây phục kích những người khác chứ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại bỏ qua dự định mê người này. Sở dĩ trong bí cảnh phát sinh nhiều chém giết như vậy, là bởi vì căn bản không có người chứng kiến, chết không đối chứng, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có, làm sao kiểm chứng hung thủ. Nhưng nơi này không giống, mỗi người đều phải đi qua, nếu hắn xuất thủ, nhân chứng nhiều lắm. Công nhiên sát hại đệ tử của học viện, hậu đại quan chức, này ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội. Lại nói hắn cũng chưa chắc có thể đắc thủ, dù sao cũng là tiến vào bí cảnh tầm bảo, ai không mang theo chút bảo vật giữ mệnh. Lăng Hàn lắc đầu, nắm tay của Thủy Nhạn Ngọc, tiếp tục đi tới hắn đi sau mà tới trước bỏ qua tất cả mọi người tốc độ rõ ràng không nhanh nhưng ổn định không gì sánh được dọc theo đường đi ngay cả sơn hà cảnh cũng chỉ có nhìn theo nhưng không dám bởi vì bị siêu việt mà buồn bực xấu hổ xuất thủ ở đây phần lớn đều dùng nguyên lực đến đối kháng dòng nước trùng kích còn phân lực xuất thủ vậy đơn giản là tìm chết không sai biệt lắm một canh giờ sau lang hàn mang theo thủy nhạn ngọc đi tới đáy nước tiền phương xuất hiện một cánh cửa đó là một cửa đá cao trăm trượng trên cửa điêu khắc các loại hình thú, phần lớn Lăng Hàn đều không biết, nhưng có thể cảm ứng được những hình thú này như có sinh mệnh, tản ra uy áp vô tận. Rõ ràng chỉ là điêu khắc mà thôi, mặc dù nói là cửa đá, kỳ thực chỉ có một khuôn cửa mà thôi, trên cửa là một thạch long, trông rất sống động, như muốn thoát cạnh cửa bay lên trời. Đi, Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy khối thần thiết kia, bằng không hắn có thể thu rồi. Hai người tiến nhập cửa đá, một lực tác dụng cổ quái rát ở trên người, như muốn phá tan bọn họ thành từng mảnh. Hai người vội nắm tay đối phương thật chặt, miễn cho bị chấn khai. Thình thịch thình thịch, hai người đồng thời té xuống đất. Hoàn cảnh thay đổi, bọn họ không hề bị vây trong hoàn cảnh sóng nước nữa. Còn không buông tay, Thủy Nhạn Ngọc nũng nịu nói, cho Lăng Hàn một cái bạch nhãn. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi cảm khái, ở trước khi chưa thấy loạn tinh nữ hoàng, hắn nghĩ mọi cử động của Thủy Nhạn Ngọc là tràn đầy mê hoặc, nhưng bây giờ tuy nàng quyến rũ không giảm, nhưng so với loạn tinh nữ hoàng lại kém quá nhiều phong tình. Hắn theo lời buông tay, cười nói, hiện tại nên đi đâu? Thủy Nhạn Ngọc cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập thiên hải bí cảnh, nhưng cũng chỉ lần thứ hai, 10 năm trước tới qua, nhưng 20 năm trước, nàng còn quá trẻ, thực lực không đủ, gia tộc không dám để cho nàng mạo hiểm. Sau khi tiến vào đây, chúng ta sẽ ngẫu nhiên truyền tống ở bốn phía, mà càng là giải đất trung tâm, tầng suất xuất hiện sơn hà thạch sẽ càng cao. Thủy Nhạn Ngọc nói, còn có khối thần thiết kia, Lang Hàn nhớ mãi không quên, đó cũng không phải tiên kim, nhưng bị thiên hải oanh kích mà không xấu, vậy tuyệt đối vượt qua đại năng tinh thần cảnh, chỉ ít cũng là thần thiết cấp 13. Đối với điểm ấy, Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ có lắc đầu mờ mịt, trước đây chưa từng xuất hiện qua thần thiết nghịch lưu tiến nhập bí cảnh, ai biết hiện tại nó sẽ xuất hiện ở góc nào. Nếu ngẫu nhiên rất xuống mà nói, vậy cũng có thể là bất kỳ một góc nào ở sát biên giới bí cảnh. Chúng ta đi một vòng cũng không tất đủ thời gian huống chi bị người khác lấy đi có khả năng càng cao. Nàng phân tích, này rất hợp tình hợp lý. Lăng Hàn thở dài, chỉ kỳ vọng thần thiết không giống người thường, sẽ xuất hiện ở giải đất trung tâm. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đây là một địa phương mười phần quái dị. Bốn phía, một mảnh xích hồng sắc, đây là một bình nguyên, nhưng xa xa có đồi núi phập phồng, còn có cột đá màu đỏ xuyên không, đỉnh đầu tất cả đều là vân vụ xích hồng sắc quấn quanh, thị lực không thể xuyên thấu, thần thức không thể đạt tới. Ngang, Xa xa có tiếng thú gào vang lên, chấn đến đại địa run run, vô số hòn đá nhỏ dựng lên. Ở đây cũng không phải ác địa không có sự sống, tương phản, rất nhiều nguy hiểm đều đến từ yêu thú ở nơi này, phần lớn đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng cũng có chút đạt tới trung cực vị thậm chí đại cực vị. Chương 972, ngân giác cuồng tê, gặp phải đại cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thì dù là thiên tài tứ tinh cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoàn hảo, giống nhau là tiểu cực vị, Thủy Nhạn Ngọc cảm nhận một chút thở phào nhẹ nhóm, tiếp đó lộ ra chiến ý hừng hực. Có thể đánh một trận, ở đây, trừ sơn hà thạch ra, liệp sát yêu thú cũng là khâu trọng yếu, không nói khác, linh nhục của thần thú là vật đại bổ, chỉ kém hơn một ít thiên địa thần dược mà thôi, vượt qua phần lớn đan dược. Chỉ là võ giả nhiều lắm, yêu thú trên hợp ninh tinh cũng bị bắt giết quá hạn, hiện tại chỉ có ở khu vực rừng rậm không người mới có thể tìm được yêu thú, nhưng yêu thú như vậy thông thường đều cường đại không gì sánh được. Bị chúng săn giết có khả năng rất cao. Mà nơi khác chính là bí cảnh, bởi vì thời gian mở ra có hạn, số lượng võ giả tiến vào, cảnh giới đều có hạn chế, không thể tạo thành phá hư căn bản. Địa phương có yêu thú, thông thường đều có sơn hà thạch. Thủy Nhạn Ngọc lại nói một câu, Lăng Hàn kỳ quái nói: "Vì sao yêu thú này không luyện hóa sơn hà thạch, chắc là luyện hóa không được a?" À? Thủy Nhạn Ngọc suy đoán nói, "Chưa nay ra còn có thể có giải thích khác sao, bằng không nhiều năm như vậy, dù ở đây khắp nơi đều có sơn hà thạch cũng nên bị luyện hóa sạch sẽ." Lăng Hàn gật đầu, hiện tại hắn đã đạt đến cực hạn chân chính của phá hư cảnh, có thể đột phá sơn hà cảnh, bởi vậy hắn rất cần sơn hà thạch, trợ giúp hắn một bước lên trời. Hai người bước về địa phương phát ra tiếng thú hô, không lâu lắm, liền thấy phía trước xuất hiện một tảng đá lớn, một yêu thú bộ dáng như châu đang cắn ăn, gặp một con hắc lộc có tám chân. Hình như nghe thấy khí thức của hai người lăng hàn, yêu thú kia chợt đứng lên, nhìn lại bọn họ, trên trán thình lình mọc một cây độc giác màu bạc, tản ra khí kim trúc băng lạnh. Ngân giác cuồng tê, thủy nhạn ngọc khẽ hô một tiếng. Rất cường đại sao, lang hàn hỏi, hắn nhận biết yêu thú thần cấp gần như là không, mà này cũng có thể là yêu thú thần cấp thứ nhất hắn gặp. Loại yêu thú này có thể sánh bằng thiên tài nhị tinh cùng dai. Thủy nhạn ngọc nghiêm nghị nói, chủ yếu thể hiện ở trên ngân giác của nó, phong dậy không gì sánh được, mà lực lượng bản thân cũng vô cùng lớn, lực phòng ngự kinh người, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ hơi chậm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ngân giác cuồng tê đã bảo chân sau, phía sau xuất hiện hư ảnh một ngọn núi lớn nhưng không có sông điều này nói rõ cảnh giới của nó còn chưa đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ bằng không sẽ xuất hiện hư ảnh của sông mà nhìn trình độ lớn nhỏ và ngưng thật hẳn là đạt đến tiểu cực vị trung kỳ chiến lược chân chính có thể sánh bằng tiểu cực vị đỉnh phong thủy nhạn ngọc so sánh chiến lược giữa hai người chúng ta chỉ có hai thành phần thắng uy 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 người không có tính chiến lược của ta ở trong đó sao lang hàn kêu lên cũng bởi vì có người ở đây cho nên mới chỉ có hai thành phần thắng bằng không có thể có ba thành thủy nhạn ngọc thuận miệng nói ha ha người chê ta vướng chân vướng tay sao thực sự là buồn cười thủy nhạn ngọc lắc đầu nói phần thắng quá nhỏ không đánh tốt hơn lang hàn cũng lắc đầu nói đã chậm hình như con man nghiêu này không có dự định buông tha chúng ta Ung ùm con ngân giác cuồng tê kia đánh thẳng tới bọn họ tốc độ của nó quả thực không tính quá nhanh nhưng trọng lượng quá nặng bởi vậy chạy như điên lên lực phá hoại của nó kinh người không gì sánh được, đại địa sau lưng nó sụp đổ. Đây cũng là bởi vì thiên địa quy tắc nơi đây không đủ vững chắc, bằng không sơn hà cảnh tiểu cực vị quyết không có khả năng có lực phá hoại như vậy. Hình thể chân thực của nó hẳn là so với một ngọn núi cao A, nhưng thu nhỏ lại thành hiện tại, lực trùng kích là cường đại không gì sánh được. Thủy nhạn ngọc nghiêm nghị nói, lang hàn mỉm cười nói, ta chế tạo cơ hội, người đánh giết nó, người điên rồi, người chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, đừng quên, lực phòng ngự của ta ngay cả ngươi cũng không thể làm gì được. Lăng Hàn nói, nghĩ đến trận chiến đầu tiên giữa hai người, Thủy Nhạn Ngọc không khỏi đỏ mặt, ở trong lòng nhịn không được mắng lưu manh, cả người càng có một loại tâm tình khác thường, lại để cho nàng hiện lên dư vị, sợ đến nàng vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Thình thịch thình thịch thình thịch, ngân giác cuồng tê đã chạy vội tới, như một ngọn núi đánh tới. Lăng Hàn đứng ra, phát động chân thị chi nhãn, hữu trưởng giơ lên, vận chuyển phúc địa ấn và lôi động cửu thiên, chợt vỗ ra một trường, đánh úp về phía mắt của ngân giác cuồng tê. Nó căn bản ngay cả ý né tránh cũng không có, hơi cúi đầu, tiếp đó nhít lên, thình thịch, ngân giác đụng vào ngực lăng hàn, nhất thời đánh bay hắn ra ngoài. Lăng hàn như một phát pháo đạn, bay thẳng ra, hắn toàn lực oanh kích, nhưng ngay cả một cọng lông cũng không có thương tổn được, yêu thú trời sinh ra dày thịt béo. Chỉ ít thể phách sơn hà cảnh là không phải phá hư cảnh có thể oanh tạc, điểm ấy hoàn toàn bất đồng võ giả. Thủy Nhạn Ngọc lại nhân cơ hội xuất kiếm, một kiếm hoành qua, tước lên cổ ngân giác cuồng tê. Nhưng đại gia hỏa này chợt xoay người một cái, đưa lưng về phía Thủy Nhạn Ngọc, hai chân bắn lên, đá nước hậu tới nàng. Thình thịch, Thủy Nhạn Ngọc cũng bị đá bay ra ngoài, nhưng nàng dù sao cũng là sơn hà cảnh tiểu cực vị, luận lực lượng có khả năng kém một ít, nhưng sẽ không kém quá nhiều, lăng không lật mười mấy vòng, cuối cùng hóa hết lực công kích. Chỉ là một kích, Tê Nghiêu liền hiện ra hết uy lực, chiếm cứ thượng phong. Lăng Hàn bò dậy, sờ sờ ngực, quần áo tự nhiên bị phá vỡ, mà ngược lại có một vết máu, vỡ chút ra. Không hổ có danh xưng là, ngân giác, quả nhiên lực phá hoại kinh người, ngay cả thể phách của ta cũng không thể hoàn toàn phòng bị. Lăng Hàn lẩm bẩm, nhưng một màn này nếu để cho người khác thấy được, đây tuyệt đối là không thể tin được, phá hư cảnh mà thôi, cư nhiên có thể cứng rắn ăn một kích của Sơn Hà Cảnh mà chỉ xước ra. Phải biết ngân giác cuồng tê nổi danh nhất chính là độc giác của nó, lực phá hoại kinh người, ngay cả yêu thú loại sư, hổ cung cấp cũng không dám cứng rắn ăn một rác, tuyệt đối là trọng thương thậm chí chí mạng. Thủy nhạn ngọc thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn trương cái miệng nhỏ nhắn thành hình tròn, sợ rằng cả đời này nàng không bỏ tập quán này được a. À. Chương 973, linh nhục. Lăng Hàn cười dài một tiếng, vung quyền quay về, lướt tới ngân giác cuồng tê. Sư tỷ, chúng ta phối hợp, hắn nói, nghe chỉ thị của ta xuất thủ. Lúc này Thủy Nhạn Ngọc đã muốn phản đối, rõ ràng thực lực của ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa mạnh không biết mấy trăm lần. Tại sao là ta nghe an bài của ngươi? Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm nàng giận dỗi, không thể làm gì khác hơn là ép bất mãn trong lòng, chờ sau đó lại tính sổ. Trường kiếm của nàng lướt về phía ngân giác cuồng tê, nhưng không có vội huy kiếm, mà đợi chỉ lệnh của lăng hàn. Xuất kích, lăng hàn quát, ông, hắn cũng phát động thất sát chấn hồn thuật, đánh về ngân giác cuồng tê. Con yêu thú này đang phóng về phía lăng hàn, ngân giác đã sắp đến ngực tự nhiên không thể tránh né tinh thần trùng kích, nhất thời bị oanh tê liệt, dưới chân mềm nhún, quay đầu đi, ngân giác bỏ lỡ lăng hàn, va chạm về phía khác. Thủy nhạn ngọc nhân cơ hội giết tới, chém ở trên cổ ngân giác cuồng tê. Đinh, một đạo hỏa hoa hiện lên, tuy trường kiếm chém vào cổ, nhưng nhập cũng không sâu. Mà bị đau, ngân giác cuồng tê lập tức khôi phục thần trí, phát ra tiếng kêu cuồng nộ. Nó hất đầu, chấn bay lăng hàn, lại để trường kiếm rời thể. Máu tươi từ cổ của nó chảy ra, còn yêu thú này bị chọc giận, hình thể chợt bành trướng gấp 10, thân thể đen kỳ tản mát ra lực lượng vô tận, thình thịch thình thịch thình thịch, đại địa phụ cận đúng là lún xuống xuống phía dưới, hình như bị một ngọn núi mạch nghiền ép quá dường như. Di, sơn hà của con yêu thú này có thuộc tính đặc thù. Lăng Hàn kinh ngạc nói, tả tướng từng đề cập qua nơi này có sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù, tỉ như sản sinh trọng lực đáng sợ. Hiện tại, con yêu thú này bày ra chính là siêu trọng lực. Ta nghĩ, không phải yêu thú nơi này không thể luyện hóa sơn hà thạch mà là chúng nó trời sinh liền tự mang dị năng phương diện này lang hàn đột nhiên nghĩ đến một khả năng bất kể có phải hay không hiện tại tình huống này lại giải quyết như thế nào thủy nhạn ngọc nhảy tới tay cầm trường kiếm tư thế oai hùng bừng bừng nhưng nàng lại quyến rũ như nước hai loại phong tình đan vào như độc dược chí mạng lang hàn nhìn thoáng qua mới nói giống như trước ta đến tê liệt nó người lại nhân cơ hội công kích thể phách của nó còn không có cường đến không thể phá giải. Ngươi chịu đựng được sao? Thủy Nhạn Ngọc quay đầu hỏi, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Lăng Hàn cười hỏi ngược lại, ngươi đi chết đi, ngân giác cuồng tê lại vọt tới, oanh oanh oanh, nó vận chuyển năng lực đặc thù của Sơn Hà, theo nó một đường sông lại, đại địa bị đè ép, mà hòn đá bắn lên cũng dồn dập bị ép thành bột phấn. Ở dưới trọng lực của nó, có mấy người còn có thể duy trì sức chiến đấu bình thường. Bị nó đến gần, thần cốt của lăng hàn vang vọng len keng đổi một phá hư cảnh khác vậy khẳng định là trong nháy mắt liền bị ép thành thịt nát dù sơn hà cảnh không lấy nguyên lực bảo vệ cũng gặp phải vận mệnh như thế nhưng lăng hàn chỉ là xương vang lên mấy lần mà thôi thể phách cấp bậc thần thiết quá mạnh mẽ lăng hàn dở lại trò cũ thất sát chấn hồn thuật đánh tới để ngân giác cuồng tê rơi vào trạng thái ý thức mờ mịt mà trọng lực bốn phía cũng lập tức khôi phục lại thủy nhạn ngọc nhân cơ hội xuất kiếm chém lên vết thương của ngân giác cuồng tê Tổn thương càng thêm tổn thương, ngân giác cuồng tê bị trọng thương, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, dương lên bốn vó nhảy loạn, dẫm mặt đất rối tinh rối mù. Trở lại, Lang Hàn và Thủy Nhạn Ngọc không ngừng phối hợp, hơn 10 lần sau, cuối cùng đánh giết con yêu thú này. May là, yêu thú ở đây thông minh có hạn, bằng không sau khi ăn mấy lần thiệt thòi sẽ chạy mất dép, lấy thể phách và tốc độ của nó, có thể chạy trốn vẫn tương đối cao. Thủy Nhạn Ngọc có chút không dám tin tưởng, một yêu thú mạnh mẽ dĩ nhiên chết ở dưới kiếm của mình. Ngươi dùng bí pháp gì, lại có thể để ngân giác cuồng tê rơi vào chỉ độn như vậy?" Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc hỏi, nếu không như vậy, nàng làm sao có khả năng dễ dàng đắc thủ? "Ha ha," Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, cũng không muốn vạch trần lá bài tẩy của mình. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi buồn bực, nhưng ngẫm lại hai người chỉ là tình nhân giả mà thôi, nàng có quyền gì để Lăng Hàn nói lá bài tẩy với mình chứ? Nếu không phải Lăng Hàn không muốn lộ ra bí mật của Hắc Tháp, hắn có thể để ngân giác cuồng tê mất đi ý thức sau đó trực tiếp thu vào hắc tháp, vậy dễ dàng liền có thể bắt con yêu thú này. Lăng Hàn không đủ lực lượng, Thủy Nhạn Ngọc lợi dụng trường kiếm xé thân thể của ngân giác cuồng tê ra, tìm một lúc sau, mới rốt cục lấy ra một miếng thịt chỉ lớn bằng ngón út. Không giống thịt khác, miếng thịt này toàn thân trắng như tuyết, càng có một mùi thơm ngát. Linh nhục, vật quý giá nhất trên người yêu thú, đối với võ giả mà nói là vật đại bổ, có thể tăng cao tu vi, bổ sung nguyên khí. Thủy Nhạn Ngọc cắt ngân giác, đừng xem con yêu thú này rất lớn, nhưng chân chính đáng giá chỉ là linh nhục và ngân giác kia mà thôi nghe nói mài nó thành phấn ăn có thể tráng dương ngươi sẽ không phải muốn bồi bổ cho ta chứ lăng hàn chen vào một câu oanh thủy nhạn ngọc nhất thời tiến vào hình thức nổi khùng mang theo kiếm bắt đầu truy sát lăng hàn thật vất vả mới động viên nàng bình tĩnh hai người lại cẩn thận tìm kiếm nhưng không có tìm được sơn hà thạch nói cho cùng sơn hà thạch hình dạng ra sao lăng hàn hỏi hơi phát sáng vừa nhìn liền có thể nhận ra thủy nhạn ngọc nói bọn họ cũng không có lập tức ăn linh nhục mà trước tiên cất đi luyện hóa linh nhục cần rất nhiều thời gian nhưng bọn họ có thể ở đây bao lâu lại không biết tự nhiên phải dành thời gian tìm kiếm sơn hà thạch cũng làm hết sức mà săn giết yêu thú thu linh nhục đương nhiên khối thần thiết kia cũng là mục tiêu của bọn họ nếu như chỉ là một mình lăng hàn hắn nhất định sẽ lạc mất phương hướng rồi không biết nên đi nơi nào nhưng hiện tại có thủy nhạn ngọc Nàng có một bản đồ, là vô số thế hệ tiến vào thiên hải bí cảnh vẽ ra, đã vô cùng tường tận. Bởi vậy, bọn họ cũng không lo lắng chạy loạn, có vũ khí đặc thù như Lăng Hàn, bọn họ một đường càn quét, giết rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, cũng thu hoạch từng khối từng khối linh nhục, để thủy nhạn ngọc vui mừng khôn nguôi, không nghĩ tới thu hoạch của bọn họ lại lớn như vậy. Tiếc núi chính là, sơn hà thạch vẫn không thấy một khối. Cái này rất bình thường, kỳ thạch nào có dễ dàng tìm được như thế chương 974, chém thương thần linh thượng. Đương nhiên bọn họ cũng không phải vô địch, gặp phải yêu thú Sơn Hà Cảnh Trung cực vị bọn họ chỉ có trốn, thất sát chấn hồn thuật của Lăng Hàn cũng không có hiệu quả chút nào, nhiều lắm chính là làm cho đối phương hơi đau nhói một cái. Liên tiếp 3 ngày, phía trước bọn hắn xuất hiện một hẻm núi. Đây là con đường cần trải qua dẫn tới xích hồ, bọn họ lựa chọn chỗ đó làm chiến trường tiếp theo, là địa phương nhất định sẽ sản xuất Sơn Hà Thạch, hai bên đều là núi cao, che kín nguy hiểm, không thể vượt qua, bởi vậy nhất định phải đi hẻm núi này. Có điều, hẻm núi này cũng chưa chắc quá an toàn, chỉ là dù sao cũng an toàn hơn mà thôi. Muốn an toàn chân chính, vậy thì nên ra ngoài. Có người nói, trong hạp cốc này, sinh linh nguy hiểm nhất là một loại yêu thụ, bình thường ngụy trang bất động, chờ có con mồi trải qua mới đột nhiên làm khó dễ, một khi bị cành của nó cuốn lấy, vậy dù thực lực tiểu cực vị đỉnh cao cũng rất khó tránh thoát. Thủy Nhạn Ngọc nhắc nhở, Thủy ra tốt xấu gì cũng là thế lực ngũ lưu, trong nhà hẳn cho ngươi chút chuẩn bị đi. Lăng Hàn hỏi, Thủy Nhạn Ngọc gật gù nói, hỏa diễm đạn, có lực sát thương rất lớn với yêu thụ, có điều, chỉ có ba viên. Trên thân yêu thụ có bảo bối gì không? Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi nói, Thủy Nhạn Ngọc lườm một cái nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh chủ ý hẻm núi này, đều là thông qua càng nhanh càng tốt, người còn muốn phát tài ở chỗ này hay sao? Không được sao, Lăng Hàn có chút thất vọng, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu, trên thân yêu thụ không có linh nhục, nhiều lắm là thân cây vô cùng cứng rắn, có thể dùng làm binh khí, nhưng nguồn tiêu thụ cũng không quá tốt, bởi vì sẽ bị ngọn lửa khắc chế, có nhược điểm rõ ràng. Vậy coi như thôi, chúng ta nhanh thông qua đi. Lang Hàn không còn hứng thú. Hai người đi vào hẻm núi, bên trong yên tĩnh đến dọa người, không nghe thấy cả tiếng trùng kêu, thật giống như một tử cốc, khiến người ta không rét mà run. Trong hẻm núi cũng không có con đường rõ ràng, bọn họ đi dưới từng tán cây. Cây cối nơi này cũng không lớn, cao nhất cũng chỉ dài khoảng 10 trượng cùng ngoại giới động một chút là ngàn trượng là hoàn toàn không so được. Nhưng đi lên trước nữa, chỉ thấy dưới cây cối dài ra dây leo, che kín gai nhọn màu đen. Những gai nhọn này vô cùng sắc bén, nếu không lấy nguyên lực phòng ngự, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể, phía trên còn có độc, hầu như có thể trong nháy mắt hòa tan con mồi thành máu, bị dây leo hấp thu dinh dưỡng, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Lại muốn hướng về trước liền khó khăn, cần mở ra một con đường. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ là người thứ nhất chứ? hai người bắt đầu cắt gọt dây leo, nhưng không có phóng hỏa, bởi vì phóng hỏa vô dụng, hỏa diễm phổ thông căn bản không thể thương tổn được những dây leo này, nhất định phải chuyên tu bí pháp hỏa diễm, cảnh giới chỉ ít cũng đạt đến sơn hà cảnh, bởi vì đây là thần giới, phá hư cảnh thật dằn vặt không ra bọt nước gì, chính là một phàm nhân. Qua một lúc lâu, phía sau có động tĩnh truyền đến, bọn họ quay đầu nhìn lại, có người lại đây. Vừa vặn, nhiều người lực lượng lớn, đồng thời mở đường, có thể ra tốc đi tới. Lăng Hàn nói cẩn thận lòng người khó dò thủy nhạn ngọc nhắc nhở lang hàn gật đầu nói người không phạm ta ta không phạm người nếu bọn họ không có ý tốt ta chắc chắn để bọn họ hối hận tốc độ của hai vị thật nhanh đối diện đi tới ba người đều là nam tử hai người vô cùng trẻ tuổi tu vi sơn hà cảnh tiểu cực vị mà thứ ba là một lão giả phát ra khí tức có chút kinh người bí cảnh chỉ hạn chế tu vi không hạn chế tuổi bởi vậy có thể tiến vào hay không không liên quan gì tới thiên phú có vài người thiên phú không tốt miến cưỡng xông lên thần cảnh chính là cực hạn suốt đời chỉ có thể ở tiểu cực vị đảo quanh những người này tự nhiên không có tiền đồ bồi dưỡng gì nhưng bởi vì hạn chế của thiên hải bí cảnh những người này lại có đất dụng võ bọn họ suốt đời đều ở cảnh giới này cũng tu tiểu cực vị đến cực hạn chiến lược có chút kinh người chỉ sợ thiên phú của bọn họ xa xa không đạt tới thiên tài nhất tinh nhị tinh nhưng vô số thời gian đập xuống thậm chí còn phục dụng một ít bí dược lấy phương thức hy sinh tiến thêm một bước để thăng lực chiến đấu. Bọn họ vốn không có không gian tăng lên, nên cái này cũng không có gì tổn thất. Rõ ràng là loại bình thường, lại có khả năng xuất hiện chiến lực của thiên tài tam tinh thậm chí thiên tài tứ tinh, vì 10 năm một lần, phát lực ở trong bí cảnh như vậy. Hiển nhiên, tên lão giả này chính là như vậy, hắn rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng khí thức lại cực kỳ cường đại, vượt xa cảnh giới của hắn. Trong lòng Thủy Nhạn Ngọc run sợ, hiện tại địch nhiều ta ít, một khi giao thủ bọn họ sẽ thua thiệt cũng may lang hàn là một bí mật vũ khí ai có thể nghĩ tới một phá hư cảnh có thể tạo thành uy hiếp với sơn hà cảnh nàng thản nhiên nói ba vị còn không cùng nhau mở đường ở đây dừng lại thời gian hữu hạn ai cũng không muốn tay không mà quay về a à. ba người đối diện đều cười cười lấy ra đao kiếm bắt đầu mở đường ba người chúng ta đến từ lang gia của trụ thiên quốc dám hỏi tiên tử xưng hô như thế nào một thanh niên liếc nhìn thân thể động nhân của thủy nhạn ngọc trong ánh mắt chấp động quang mang khác thường. Loạn tinh hoàng, hưu, thủy nhạn ngọc vừa mới mở miệng, chỉ thấy ba người đã nhất tề xuất thủ, công về phía nàng. Ba người bọn họ hiển nhiên đã sớm thương lượng xong, cơ hồ là cũng một lúc xuất thủ. Ở bọn họ nghĩ, tự nhiên chỉ có thủy nhạn ngọc là uy hiếp, phá hư cảnh là không nhìn thẳng. Bất quá, công kích của bọn họ tuy sắc bén, nhưng đều tránh nơi yếu hại của thủy nhạn ngọc, hiển nhiên một kích chỉ muốn bắt nàng, mà không phải muốn giết nàng đây cũng không phải bọn họ nhân từ mà là ôm ác ý lớn hơn thủy nhạn ngọc nhất thời dùng mình trách mắng đê tiện nàng huy kiếm chém ra tạo nên một đạo hàn quang nhất thời ngưng kết không khí ôn độ bốn phía giảm xuống nàng cũng sớm có lòng cảnh giác làm sao tín nhiệm vài người mới gặp gỡ nhưng ba đánh một lão giả kia càng cường đến đáng sợ thực lực thẳng truy thiên tài tứ tinh chém ra một đao kim mang trói mắt phảng phất như khai thiên phách địa để người run rẩy ba vị đã quên ta sao Lăng Hàn cười nói, trực tiếp đánh ra thất sát chấn hồn thuật. Thân hình một thanh niên lập tức chậm lại, lâm vào trạng thái si ngốc. chương 975, chém thương thần linh, hạ. Lăng Hàn nhân cơ hội tước ra một kiếm, chém lên gáy hắn, phốc, tiên huyết tuôn ra, cực kỳ thêm mỹ. Ai có thể nghĩ tới, một phá hư cảnh lại có thực lực mạnh như thế. Hai người còn lại đều ngẩn ra, len ken, thủy nhạn ngọc hoành kiếm đảo qua, cùng bọn chúng đối oanh một cái. Thình thịch, thủy nhạn ngọc bị chấn bay ra ngoài, Lão giả kia quá mạnh mẽ, dù cho hơi phân tâm vẫn không thể ngăn trở. Hoàn hảo, nàng bị đánh bay có khả năng hóa giải trùng kích, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cơ bản không đáng ngại. A, à, thanh niên bị chém bị thương kêu thảm thiết, hắn đã từ trong trạng thái si ngốc tỉnh lại, đau nhức để hắn không tự chủ được la to, chỉ cảm thấy đầu muốn rơi xuống. Võ giả thần cấp thật là khó giết, Lăng Hàn thầm nói, tuy da của đối phương rất dễ cắt, nhưng xương được rèn luyện rất cứng rắn, tuy xa xa không có đạt đến thần thiết nhưng không phải hắn một kiếm là có thể tước đoạn thực sự là đáng tiếc tử vi đây là có chuyện gì hai người khác đều hỏi trên mặt có vẻ khiếp sợ này quá kinh người chỉ là một phá hư cảnh mà thôi lại có thể chém thương thần linh thậm chí thiếu chút nữa giết chết hắn có bí pháp chung kích linh hồn của ta để ta lâm vào trạng thái mê man thanh niên bị thương hồi tưởng chút một lập tức nói ra nguyên nhân tinh thần bí thuật hai người khác kinh hô đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ tiện đà mừng như điên. Mọi người đều biết, tuy thần linh trọng điểm tu luyện thần hồn, nhưng mục đích lớn mạnh thần hồn chủ yếu là để thần hồn không dễ dàng bị thắt cổ. Về phương diện khác, thần hồn càng cường đại, thì càng có thể tuyên chuyển thiên địa quy tắc, để thăng chiến lực. Nhưng bản thân thần hồn lại không tham dự tấn công, nhưng thế gian có bí thuật để cho thần hồn hóa thành vũ khí, trùng kích đối thủ, sát nhân vô hình, này được xưng là tinh thần bí thuật. Chỉ là tinh thần bí thuật rất hiếm thấy, đều rơi vào trong tay thế lực lớn, tuyệt không ngoại truyền thậm chí ngay cả hậu đại nữ tính cũng không được truyền thụ, trừ khi thiên tư siêu phàm, đồng thời kén rể. Hiện tại phát hiện Lăng Hàn nắm giữ tinh thần bí thuật, bọn họ há có thể không kinh nghỉ. Bắt lại, siêu hồn, Lăng Hàn cười nhạt nói, các ngươi dáng dấp xấu xí, nhưng nghĩ lại đẹp vô cùng. Hanh, nắm giữ tinh thần bí thuật thì như thế nào, bản tọa tu luyện thần hồn mấy vạn năm, chỉ cần toàn lực thủ hộ, chẳng lẽ còn sẽ bị người uy hiếp. Lão giả kia xuất thủ, trường đao bổ ra, chém tới ngực của Lăng Hàn hắn muốn chém giết lăng hàn trực tiếp lấy ra ký ức căn bản không cần người sống dương lão chỉ là phá hư cảnh không cần ngài xuất thủ giao cho ta đi thanh niên không có bị thương xuất thủ muốn cướp đầu người siêu hồn chính là duy nhất người bị siêu hồn dĩ nhiên là phế đi nhưng ai có thể bảo chứng lão giả thu được môn bí thuật này sẽ chia sẻ cho người khác bởi vậy chỉ có tự mình đạt được mới yên tâm hai người đều sử dụng sát chiêu muốn cướp trước chém giết lăng hàn lại cướp giật thi thể của hắn thủy nhạn ngọc lại căn bản không có ý tứ thi cứu mà vung kiếm chém tới thanh niên bị thương mặc dù người này không có bị chém chết nhưng bị thương rất nặng một tay che cổ đang vận chuyển công pháp tiếp nối vết thương bằng không cổ mở ra ngay cả đan dược cũng không có cách nào dùng thủy nhạn ngọc đánh tới người nọ chỉ có thể một tay chống đỡ chỉ là khi chiến đấu hắn tất phải phân ra nguyên lực nơi cổ nhất thời cuồng phun tiên huyết giúp ta giúp ta hắn vội vàng kêu lên nhưng hai người còn lại làm sao để ý đến hắn chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn. Giá trị của tinh thần bí thuật quá cao, thậm chí còn trên sơn hà thạch. Dù sao, mỗi người ở đây 10 năm có thể đi vào một lần, với sơn hà cảnh tiểu cực vị mà nói, phần lớn người đều phải ở giai đoạn này mấy vạn năm, tự nhiên không cần phải gấp gáp. Thình thịch, thình thịch, hai sơn hà cảnh xuất thủ, đương nhiên sẽ đánh trúng lăng hàn. Lão giả từ bên trái chém đến cổ, mà người trẻ tuổi thì từ bên phải chặt tới tiểu phúc, gần như đồng thời đánh trúng lăng hàn. Theo lý mà nói, Lăng Hàn hẳn là bị trẻ thành ba đoạn, đây chính là sơn hà cảnh xuất thủ, há là phá hư cảnh có thể ngăn cản. Nhưng thể phách của Lăng Hàn là cấp bậc biến thái, đao kiếm chém chúng, hai cổ lực lượng từ hai bên trái ngược trùng kích, trung hòa nhau, bằng không vô luận Lăng Hàn ăn một đao hay một kiếm đều sẽ lập tức bị đánh bay. A, à, Thanh Nhị Yên phát ra tiếng kêu thảm thiết, hổ khẩu hé ra. Hiện tại Lăng Hàn chính là một cây thần thiết, như vậy, hai người chạm thần thiết tương đương với giữa bọn họ tự đánh nhau. Lão giả kia đoán chừng là thiên tài tứ tinh, chiến lực tự nhiên nghiền ép thanh niên, cứng đối cứng một cái, hắn tự nhiên thua thiệt. Phốc, lão giả chấn kinh đến trong mắt chừng ra, miệng há thật to, không cần lăng hàn sử dụng thất sát chấn hồn thuật cũng lâm vào trạng thái si ngốc. Quái vật, tuyệt đối là quái vật A. À. Hai sơn hà cảnh cùng chém, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không thương tổn được, trái lại để một người hổ khẩu rách tả tơi, này là mộng sao. Bằng không sao có sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy. Lăng hàn nhe răng, cảm giác rất khó chịu. Hắn không phải bao cát, dựa vào cái gì đứng yên cho người đánh. Không nhập sơn hà, trung quy không được. Hắn nhân cơ hội xuất kích, một đạo tinh thần trùng kích, người trẻ tuổi kia nhất thời lâm vào trạng thái ý thức mê loạn, trước bị thiệt thòi, để hắn quên chuyện thủ hộ thần thức. Ngươi dám, lão giả phục hồi tinh thần lại, xoay động đao, bổ tới lăng hàn. Thực lực của hắn không biết mạnh hơn lăng hàn mấy nghìn lần, tuy đi sau, nhưng đao phong trong nháy mắt liền đuổi kịp lăng hàn, một kích nặng nề nện xuống, Thình thịch, Lăng Hàn bị chém bay ra ngoài, lực lượng của hắn trung quy không thể so sánh với Sơn Hà Cảnh. Bay đến mấy trăm trượng, lúc này Lăng Hàn mới ngừng lại, hoàn hảo, hắn không có bay về phía khe sâu, bằng không có thể sẽ bị dây leo đâm trúng. Bất quá cũng khó nói, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, nói không chừng ngay cả gai nhọn cũng vô hiệu với hắn. Lão giả lại giết qua Thủy Nhạn Ngọc, một người trẻ tuổi khác đã tràn ngập nguy cơ, dù sao Thủy Nhạn Ngọc chính là Sơn Hà Cảnh thứ thiệt, hơn nữa còn là thiên tài nhị tinh, há cho khinh thường. Lăng Hàn bò dậy, lấy ra một bộ cung tiến, vận chuyển diệt long tinh thần tiến, trong hai mắt của hắn có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần chấp động. chương 976, lực địch hai đại sơn hà cảnh. Ba người lang ra đồng thời bay lên hàn ý, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trực giác nói với bọn họ, một chút vô ý, sẽ có khả năng vẫn lạc. Một gã phá hư cảnh, bọn họ bất khả tư nghị nhìn lăng hàn, chẳng ai không lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là tiến thuật gì, rõ ràng chỉ là một phá hư cảnh mà thôi, vì sao tạo thành uy hiếp với ta. Mũi tên, tuyệt đối là thần thiết chế tạo, chỉ có thanh niên bị thương căn bản không rảnh sợ hãi, bởi vì Thủy Nhạn Ngọc một mực đuổi giết hắn, tựa hồ không chấn giết hắn sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn mỉm cười, thần thông truyền thừa từ thần giới, mặc dù ở tiểu thế giới hết thảy lấy thần thông tương xứng, nhưng ở thần giới nhất định là có phân chia, chỉ là cảnh giới quá thấp, ai cũng không thể phát huy ra toàn bộ huy lực của thần thông, như vậy cấp bậc bản thân thần thông tự nhiên không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể dảo bước tiến lên thần cảnh, huy lực của thần thông cũng có khác nhau rõ ràng. Diệt Long tinh thần tiến là thần thông mạnh nhất của hắn, hơn nữa mạnh đến nổi không phải nhỏ tí tẹo. Dù sao, này là bí pháp truyền thừa từ thần linh chân chính. Lăng Hàn chỉ dương cung nhưng không bắn, cho lão giả và thanh niên áp lực, mục đích rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian, để thủy nhạn ngọc đánh chết thanh niên bị thương, thương người mười ngón không bằng đoạn một chỉ. Hai người khác của lang gia cũng minh bạch đạo lý này, bọn họ lướt nhìn nhau, chợt phân từ hai bên di động giết về phía lang hàn. ngươi bắn cái nào, lấy thực lực phá hư cảnh của ngươi, tối đa chỉ có thể bắn ra một mũi tên sẽ bị bọn họ tới gần, tuyệt bắn không ra mũi tên thứ hai. Lang hàn cười ha ha, thân hình lui về phía sau, nhiệm vụ của hắn vốn chỉ là kéo dài thời gian, bất quá hắn lui mau nữa cũng không bằng hai sơn hà cảnh, đối phương lại chém tới. Không có học ngoan sao, Lăng Hàn thu hồi cung tiến, hai tay lộ ra, bắt tới đao kiếm. Này ở thường nhân là hành động tìm chết, nhưng đối với Lăng Hàn lại là diệu chiêu, hắn muốn bắt cầu cho hai người lang ra, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Hừ, lão giả dẫn đầu biến chiêu, một đao băm xuống, mà thanh niên thì kiếm thế không đổi, kể từ đó, cho dù bọn họ đồng thời chém chúng Lăng Hàn cũng sẽ không bởi vì lực lượng tương phản mà va chạm thình thịch lăng hàn ăn hai chiêu nhất thời lại bị đánh bay thực sự là khó chịu a à? hắn lẩm bẩm nói ở tiểu thế giới hắn chưa từng thảm như vậy qua bị người cuồng ẩu lại không có sức đánh trả nhưng hai người lang ra thì càng thêm phiền muộn người con mẹ nó thực sự là phá hư cảnh sao sao so với bọn hắn còn chịu đòn mạnh hơn phải biết coi như bọn họ bị hai cường giả cùng dai oanh kích như thế vậy làm sao cũng phải phun hai ngụm máu a à? lăng hàn cũng không phải hoàn toàn không có việc gì dù sao binh khí của hai người này đều là thần thiết cấp một liên tục chém chúng trên người của hắn cuối cùng nhiều thêm vài vết máu uy 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 các ngươi hạ thủ cũng quá độc ác thấy không ta bị thương rồi lang hàn cố ý nói hai người lang ra sắp giận điên lên tên này tuyệt đối là đang đắc ý ha ha, mọi người vốn không cừu không oán hà tất đánh đánh giết giết chứ lão giả dẫn đầu thu đao cười nói một hồi hiểu lầm mọi người đến đây tách ra làm sao hiểu lầm em gái ngươi Lăng Hàn đưa ngón tay giữa ra, da. da mặt của lão giả co quắp một, hắn cũng là thấy thanh niên bị thương sắp không chịu nổi, mới nghĩ đình chiến, cứu người trước, lại nghĩ biện pháp đối phó hai người này. Lăng Hàn quá cổ quái, hắn nhất định phải thu hoạch bí mật trên người đối phương, giá trị thậm chí vượt qua bản thân bí cảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại suốt đau nói, người đây là đang bức chúng ta sao? Ngu ngốc, Lăng Hàn chỉ phun ra hai chữ, lão giả suy nghĩ một chút mới nói, ta đến trận hắn, người đi giúp tử vi. Vâng, người trẻ tuổi kia cũng không tranh nữa, Lăng Hàn quả thực là quái vật giết không chết, hắn tự nhiên cũng mất ý nghĩ đánh giết đối phương lại siêu hồn, lập tức giết về phía Thủy Nhạn Ngọc, bằng không đồng bạn thật có thể phải chết. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tế xuất cung tiễn. Mơ tưởng, lão giả quơ đao chém tới, thất sát chấn hồn thuật, Lăng Hàn đánh ra một đạo tinh thần trùng kích, lão giả kia rõ ràng đã thủ thần thức, nhưng vẫn xuất hiện hơi thất thần, chút thời gian này cũng không đủ để Lăng Hàn tạo thành thương tổn với hắn, nhưng lại cho Lăng Hàn kéo ra cự ly, cung tiến đã đáp lên. Diệt Long tinh thần tiến, hưu, một đạo hắc mũi tên lập tức hóa thành lưu quang, bắn về phía sau lưng người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia làm sao nghĩ đến có lão giả kiềm chế, Lăng Hàn còn có thể xuất thủ với hắn. Hơn nữa, mũi tên này thực quá nhanh, gần như đạt tới tiêu chuẩn của Sơn Hà Cảnh Tiểu Cực Vị. Dương lão người trẻ tuổi kia giống to một tiếng, người cố ý a à, muốn hai người bọn họ chết, mình độc chiếm tinh thần bí thuật sao hắn miễn cưỡng xoay người lại, chém ra một kiếm. Nhưng mũi tên này của Lăng Hàn dùng tới hai môn thần thông, chân thị chi nhãn sớm đã nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn, hơn nữa tên bắn ra càng là thần thiết cấp một tạo thành, sắc bén hạng gì. Hưu, hắc mũi tên từ trong kiếm ảnh đi qua, phốc. Bắn vào trong thân thể của hắn, may mà hắn đúng lúc hơi nghiêng thân, tránh qua nơi trái tim, mũi tên phá vai, vung lên một mảnh huyết hoa. A, à, sắc mặt của thanh niên bỗng nhiên đại biến, trên mũi tên này có thần văn, thình thịch, đầu vai hắn chợt nổ tung, trực tiếp thiếu nửa người. Sinh mệnh lực của thần linh quá mạnh mẽ, này cũng không có giết chết hắn. Thanh niên lung lay lắc lắc, vội vàng lấy ra một lọ nước, đổ xuống thân thể của mình, nhất thời có quang mang thanh sắc bay lên, thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn cũng đau lòng muốn chết, đây chính là thần dịch bảo mệnh gia tộc ban cho, không chỉ số lượng ít, hơn nữa cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sẽ không có hiệu quả, Ý vị này là ở trong bí cảnh lại gặp nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không có cơ hội sống thêm lần nữa. Hiệu quả của thần dịch dựng xào thấy bóng, nửa người nổ banh đang sống lại, tốc độ nhanh kinh người. Đúng lúc này, oanh, chỉ thấy vô số bóng đen quấn về hắn, như mũi tên nhọn vậy. Lúc này, trong mắt người trẻ tuổi kia chỉ có lang hàn và thủy nhạn ngọc là nguy hiểm, sao nghĩ tới sẽ có phe thứ ba đánh lén. Hắn căn bản không có đề phòng, nhất thời bị bóng đen quấn chặt. chương 977, Đại Thắng nhìn lại này là một cành cây đầu nguồn đến từ một cây đại thụ trong thung lũng yêu thụ a à, người trẻ tuổi kia lớn tiếng kêu gọi cành cây đâm vào trong vết thương của hắn không ngừng hấp thu tinh khí của hắn thực lực của yêu thụ vốn cực kỳ cường đại dù cho hắn ở thời kỳ toàn thịnh bị quấn chúng cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể thoát hiện tại bị thương nặng nào còn có sức phản kháng thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống đó là huyết nhục bị yêu thụ hấp thu ở trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh khí của võ giả. Yêu thụ, người dám, lang gia lão giả cũng không kịp đánh lăng hàn, vội quơ đao chém qua. Thực lực của hắn rất mạnh, chống lại lăng hàn không hề có chiến tích, đó là bởi vì thể phách của lăng hàn quá phi nhân loại, nhưng yêu thụ không phải lăng hàn, bị phách qua mấy chiêu, liền phải buông lỏng cành, lui trở lại. Dễ của nó ở trong khe sâu, ở nơi đó chiến lực của nó mới là mạnh nhất. Nhưng người trẻ tuổi kia vốn bị thương nặng, lại bị yêu thú hút một cái, gần như là xong đời, không chết cũng không xê xích gì nhiều. A, à, lão giả mới vừa ôm người trẻ tuổi, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi khác bị thủy nhạn ngọc xuyên thủng trái tim, khẳng định là bị chết hoàn toàn rồi. Lão giả vừa tức vừa nộ, cả người phát run, kết quả này tuyệt không ở trong dự liệu của hắn, rõ ràng chỉ là một sơn hà cảnh lại thêm một phá hư cảnh mà thôi, sao sẽ là bọn họ bị thương nặng? Thiên phú của hắn cũng không xuất chúng. Vọt vào Sơn Hà Cảnh cũng đã dùng hết tiềm lực, nhưng gia tộc không tiếc giá lớn, cho hắn luyện hóa rất nhiều Sơn Hà Thạch, mục đích chính là để hắn ở tiểu cực vị gần như vô địch, thay gia tộc kiếm được càng nhiều Sơn Hà Thạch hơn. Ở trong vạn năm trước, hắn quả thực cũng làm như thế, rất thuận lợi, nhưng lúc này đây, tổn thất quá lớn, hai truyền nhân tiền đồ vô lượng của Lan ra một cái chết, một cái khác không chết cũng tàn phế, hắn làm sao bản giao với gia tộc. Hai mắt hắn phun lửa, lạnh lùng nói, các ngươi đều đáng chết. Lăng Hàn lắc đầu nói, tự làm bậy, không thể sống. Lão giả vứt người trẻ tuổi xuống đất, đối phương đã tàn phế, mang về nhà tộc cũng không có ý nghĩa. Bây giờ trọng điểm là báo thù. Hiện tại hắn không có nỗi lo về sau, lấy chiến lược thiên tài tứ tinh của hắn, giết không chết tiểu tử này, lẽ nào nữ nhân kia cũng khó giết sao? Lăng Hàn chắn ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc, cười nói. Xem, vẫn là ta bảo vệ ngươi, Thủy Nhạn Ngọc không nói gì, ai bảo người này biến thái như vậy chứ? căn bản không phải phá hư cảnh a nàng không khỏi thầm nghĩ nếu như lăng hàn nhảy vào sơn hà cảnh sẽ yêu nghiệt như thế nào ta cũng muốn biết ta trở thành sơn hà cảnh sẽ có chiến lực như thế nào lăng hàn gật đầu nói ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì thủy nhạn ngọc kinh ngạc nói đều viết ở trên mặt kia lang gia lão giả giống giận các ngươi coi ta không tồn tại sao hắn quơ đao giết lại lăng hàn cười ha ha một tiếng nói đến chúng ta phối hợp tựa như trước ừ Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, trước nàng và Lang Hàn phối hợp giết rất nhiều yêu thú thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch, bọn họ kịch chiến, Lang gia lão giả quả thực rất uy vũ, bị hắn kéo gần là không thể thi triển diệt long tinh thần mũi tên, Lang Hàn cũng chỉ lấy thất sát chấn hồn thuật thoáng ảnh hưởng đối phương, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lão giả tu luyện mấy vạn năm, thần hồn vô cùng vững chắc, rất khó lay động. Mà hắn chỉ nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc hạ thủ, lấy thực lực mạnh hơn của hắn chiến đấu với Thủy Nhạn Ngọc, để lăng hàn cho dù giật lại cự ly cũng không dám phát động diệt long tinh thần mũi tên khả năng bắn lầm thủy nhạn ngọc là vô cùng cao ở dưới áp lực của lão giả thủy nhạn ngọc lập tức lộ ra vẻ cật lực chiến lược của nàng là tiểu cực vị hậu kỳ nhưng lão giả lại tương đương với trung cực vị đỉnh phong tranh lệch này không phải lớn bình thường thần cảnh kém không nổi một tiểu cảnh giới nhỏ huống chi là một tiểu cảnh giới chỉ chừng trăm chiêu thủy nhạn ngọc liền bị thương bây giờ là vết thương nhẹ rất nhanh thì sẽ biến thành thương nặng cuối cùng dẫn đến nàng hương tiêu ngọc vấn. Nếu trước đó lão giả còn có ý niệm ác tha trong đầu, như vậy hiện tại chỉ có một ý nghĩ, là đánh giết Thủy Nhạn Ngọc, chỉ ít cũng báo một nửa thù. Lăng Hàn nhướng mày, cuối cùng làm ra quyết định, hắn không nhìn được Thủy Nhạn Ngọc chết trận, thất sát chấn hồn thuật, tinh thần trùng kích, lão giả có một tia dại ra, nhưng tạm thời hóa giải một chút nguy cơ cho Thủy Nhạn Ngọc, mà nếu không như thế, nàng có thể đỡ nổi trăm chiêu của lão giả sao? lang Hàn lấy thần thức bao vây đối phương, trực tiếp thu vào hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc đang muốn chém ra một kiếm, đột nhiên phát hiện đã không có mục tiêu công kích, không khỏi giật mình há to miệng nói. Người, người đâu, lão giả này còn có thể thuấn di sao? Thủy Nhạn Ngọc không dám có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Một địch nhân biết không gian thuấn di, thật là đáng sợ. Cẩn thận, nàng nhìn Lăng Hàn nhắc nhở. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói. Cẩn thận cái gì, lão nhân kia a à, Thủy Nhạn Ngọc có chút phát điên, người không thấy một người sống đột nhiên tiêu thất sao. Nga, hắn A, à, lăng hàn gãi đầu, tiếp đó giang hai tay, chắc là không có khả năng xuất hiện nữa. Ngươi, 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 Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi thu hắn vào không gian thần khí, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Lăng hàn thở dài, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói, không hợp, không hợp, không gian thần khí chỉ có công năng thu dung, nếu người khác không muốn vào, ngươi còn có thể ép buộc sao? Lấy thực lực của lão giả kia, người tuyệt đối không thể ép buộc đối phương đi vào. Hơn nữa, đã lâu như vậy, hắn làm sao cũng nên đánh ra mới đúng. Không gian thần khí của ta có chút bất đồng, dù là đại năng tinh thần cảnh tiến vào, muốn quỳ cũng phải xem tâm tình của ta." Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, cái này cũng quá kinh người đi. Nói cách khác, ngay cả loạn tinh nữ hoàng vào không gian thần khí kia, sinh tử cũng ở trong tay Lăng Hàn khống chế. "T, người này thực sự là từ tiểu thế giới đến sao? Làm sao, bị khí chất anh tuấn của ta kinh choáng váng?" Lăng Hàn cười nói, chương 978, không hiểu lòng của nữ nhân. Đôi mắt đẹp của Thủy Nhạn Ngọc xoay chuyển, đột nhiên nói. Trước đó chúng ta tao ngộ nhiều yêu thú như vậy, kỳ thực ngươi đều có thể đơn giản thu chúng nó vào không gian thần khí có đúng hay không? Này, Lăng Hàn trầm ngâm, nữ nhân quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời nổi giận, ta nhiều lần đều thiếu chút nữa bị thương nặng, ngươi là không tin ta, cho nên mới không dùng không gian thần khí. Lăng Hàn cười hắc hắc nói. Này không đúng, ta vẫn tin tưởng ngươi, bằng không ta có thể nhìn ngươi bị lão nhân kia giết có đúng hay không? Nói xạo, ngươi chính là không tin ta." Thủy Nhạn Ngọc vẫn bất mãn như cũ. Lăng Hàn nhún vai, cười nói: "Sư tỷ, ngươi có phải quá nhập vai hay không? Chúng ta chỉ là tình lữ giả mà thôi, cũng không có nói phải thổ lộ tình cảm gì cả." Khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc trắng nhợt, cắn môi thật chặt, huy kiếm chém về dây leo ở tiền phương. Có phải nói quá nặng hay không? Lăng Hàn thầm nghĩ nhưng hắn và vị thủy sư tỷ này quả thực chỉ là tình lữ giả, trừ lần đó ra bọn họ không có thâm giao gì, bí mật như không gian thần khí, hắn có thể đơn giản tiết lộ sao? Đổi thành người quả quyết tàn nhẫn như Vũ Hoàng, nói không chừng còn diệt khẩu thủy nhạn ngọc để bảo vệ bí mật, hắn xuất thủ cứu người đã mềm lòng, sao hiện tại ngược lại hắn là người làm sai chứ? Nữ nhân, thực sự là không hiểu nổi. Lang Hàn xử lý thi thể hai người trẻ tuổi của Lang gia, tiếp đó đi tới giúp Thủy Nhạn Ngọc chém dây leo. Người cách ta xa một chút, Thủy nhạn ngọc mặt lạnh nói, lúc này Lăng Hàn không có nghe nói, mà không nói tiếng nào phách chảm. Ra mặt dày, Thủy nhạn ngọc gắt một cái, nhưng sắc mặt cũng dễ nhìn một ít. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra mưa đã tạnh. Lại một lát sau, hậu phương lần thứ hai có người, nhưng lần này là người của loạn tinh Hoàng Triều, còn nhận thức Thủy nhạn ngọc, mọi người cùng nhau xuất thủ, đẩy mạnh tốc độ, nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Phía sau tới càng ngày càng nhiều người, người nhiều trái lại không thể đánh nhau, bởi vì ai cũng không có nắm chặt diệt ai, tùy tiện khai chiến mà nói là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, mọi người tới đây là vì Sơn Hà Thạch, muốn đánh nhau có thể ra chiến trường, tam đại hoàng triều chiến tranh quy mô nhỏ là chưa từng đình chỉ qua. Khi nhân số đạt đến chừng trăm, đây là một lực lượng vô kiên bất tồi, một đường quét ngang, yêu thụ cũng chỉ có bạt căn mà chạy, căn bản không dám đánh một trận. Từ điểm đó mà nói, cái cây không đầu này trái lại còn thông minh hơn yêu thú, để người tấm tắc lấy làm kỳ. Sau khi ra khe sâu, đồng minh này cũng lập tức vỡ tan, tất cả mọi người triển khai thân pháp đi các nơi, cũng không có người nhớ tình nghĩa chiến đấu gì, kết bạn với người không quen, này quá nguy hiểm. Đừng nói người qua đường, dù trong một gia tộc đi ra cũng không tất hoàn toàn giao phía sau lưng. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc Kỳ thực là ngoại tộc, rõ ràng là tình lữ giả, nhưng đi qua đoạn đường dài như vậy, lẫn nhau trong lúc đó lại bồi dưỡng được một loại ăn ý. Đương nhiên đã để Thủy Nhạn Ngọc biết một chút xíu năng lực của Hắc Tháp, thời điểm kế tiếp Lăng Hàn cũng không giấu nghề nữa, gặp phải yêu thú Sơn Hà Cảnh liền trực tiếp xuất thủ, trước trấn choáng váng, lại thu vào hắc tháp, dễ dàng. Nhưng cái này cũng chỉ giới hạn ở tiểu cực vị, gặp phải trung cực vị, Lăng Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể bại lui. Ngay cả như vậy, bọn họ thu hoạch cũng rất kinh người, ngắn ngủi hai ngày liền thu hoạch trên trăm con yêu thú, để Thủy Nhạn Ngọc gần như không tin con mắt của mình, không nói Sơn Hà Thạch, chỉ là chút linh nhục này cũng đã vô cùng đáng tiền mà bọn họ cũng rốt cuộc thu hoạch được một khối sơn hà thạch này là một tảng đá sáu mặt vi hiển trong suốt nắm trong tay có một cảm giác thanh lương quả nhiên không giống người thường liếc mắt là có thể phân biệt ra thủy nhạn ngọc ném sơn hà thạch cho lăng hàn nói ngươi nhanh luyện hóa một ngày ngưng tụ thành sơn hà người mới chính thức có năng lực thông hành ở đây lăng hàn gật đầu hắn không cần sơn hà cảnh gia tăng tốc độ tu luyện gì việc cấp bách là ngưng tụ thành sơn hà trở thành cường giả thần cấp đáng tiếc Khối Sơn Hà Thạch này không có thuộc tính đặc thù. Đứng lại, phía trước truyền đến tiếng quát, chỉ thấy hai sóng người từ trong rừng chạy vội tới. Chạy ở phía trước chính là một đội ba người, mà phía sau là đội bảy người, hiển nhiên là một phương đang lẩn trốn, một phương đang đuổi giết. Lưu lại Sơn Hà Thạch, có thể tha các người một mạng. Tổ bảy người kêu lên, ba người phía trước mắt điếc tai ngơ, đây thật là chê cười, bọn họ đến nơi này chính là vì Sơn Hà Thạch, tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp bọn họ cắn răng một cái, một người lấy ra một đôi cánh nhấn lên lưng, oanh, dương ra hai cửa cánh dài chừng ba trượng. Hai người khác nắm lấy chân người này, cửa cánh dương động, bọn họ nhất thời bay lên trời. Sơn Hà Cảnh ở thần giới không có năng lực phi hành, trừ khi là chủng tộc đặc thù, có cánh, bằng không chỉ có thể mượn thần khí phi hành. Bảy người phía sau thấy thế, đều cụt hứng dừng lại, này tự nhiên vượt ra khỏi năng lực của bọn họ. Trên thực tế trước đây tổ ba người kia vốn không có ý định sử dụng bảo vật này, hoàn toàn là bởi vì thấy hai người lăng hàn, sợ bị bọn họ tiền hậu giáp kích, lúc này mới nhịn đau sử dụng bảo vật. Đây chính là dùng một lần sẽ ít một lần, thực đau lòng. Ánh mắt tổ bảy người đảo qua lăng hàn và thủy nhạn ngọc, đều lộ ra cười lạnh. Nguyên lai sơn hà thạch ở chỗ các ngươi, còn không mau mau giao ra. Đây chính là chúng ta hao hết chắc trở mới lấy được, lại bị ba người kia ăn trộm, hai vị giao ra đi, đây cũng không phải là vật của bọn ngươi. Bảy người này đều nói, lăng hàn và thủy nhạn ngọc liếc nhìn nhau chỉ cảm thấy bảy người này thực đủ vô sỉ đây không phải là biệt mắt nói mò sao lăng hàn cười ha hả nói nếu chúng ta không giao thì sao hắn căn bản không muốn cùng đối phương biện giải vấn đề sơn hà thạch tới cùng thuộc về ai này là sự tình rõ ràng đối phương muốn hắc bọn họ không giao bảy người kia đều cười lạnh cái này còn phải nói sao Giáng dấp của cô gái này thực không tệ giết quá đáng tiếc hắc hắc vậy trước tiên chơi thống khoái lại giết Đáng tiếc, không có khả năng mang ra bí cảnh, bằng không thật đúng là luyến tiếc. chương 979, phân công nhau, bọn họ nhìn chằm chằm thủy nhạn ngọc, không che giấu dục vọng trong ánh mắt chút nào. Theo bọn họ, bảy đại sơn hà cảnh đánh một sơn hà cảnh cộng thêm một phá hư cảnh, vậy dĩ nhiên là ổn thắng, không huyền niệm chút nào. Tuy để tổ ba người chạy, này không phải còn có một khối sơn hà thạch sao, cộng thêm một vư vật quyến rũ tận xương, buôn bán lời. Bọn họ càng nhìn thủy nhạn ngọc thì trong lòng càng dập dờn, hận không thể lập tức đỉnh thương thúc ngựa. Uy uy uy, thu hồi nước bọt của các người đi, đây chính là vợ của ta. Mặc dù là tạm thời, Lăng Hàn cười nói, thân hình nhảy ra, chủ động xuất kích. Muốn chết, một người cười lạnh, tiện tay vỗ tới Lăng Hàn. Sáu người khác thì hoàn toàn không quan tâm, theo bọn họ này tự nhiên là sự tình một kích tức giết. Bọn họ đều nhìn chằm chằm thủy nhạn ngọc, mỹ nữ này thực sự là càng xem càng để cho bọn họ ngứa ngáy. Thất sát chấn hồn thuật, thu. Lăng Hàn đối với hai chiêu này là càng ngày càng thành thục, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Sáu người còn lại lộ ra kinh sợ, ở dưới mí mắt của bọn họ, đồng bạn cư nhiên tiêu thất. Gặp quỷ sao, ngươi, ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi lộng thổ hà đi nơi nào? Bọn họ lớn tiếng hỏi. Còn phải hỏi sao? Lăng Hàn cười lạnh, dám động tà niệm với thê tử của ta, tự nhiên là giết không tha. Khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc choáng váng, lại phát hiện mình đối với xưng hô thê tử này sức chống cự là càng ngày càng nhỏ cư nhiên không có quá sinh khí giết sáu người kia đồng thời xuất thủ tuy thủ đoạn của lăng hàn thập phần quỷ dị nhưng bọn họ càng thêm tin tưởng thực lực của mình lẽ nào sáu sơn hà cảnh còn không giải quyết được một phá hư cảnh thình thịch thình thịch thình thịch lăng hàn nhất thời chúng chiêu hắn tự nhiên không phải đối thủ của sơn hà cảnh một vòng oanh xuống hắn bị đánh bay ngang đụng dọc nhưng khi thân hình hắn rơi xuống lại không bị thương chút nào này sáu người kia đều há to mồm làm sao cũng không thể tiếp thu lăng hàn hoạt động gân cốt một chút nói không sai không sai tuy lực đạo còn kém một chút nhưng vẫn có chút cảm giác sáu người kia thiếu chút nữa tức chết người nghĩ chúng ta đấm lưng cho ngươi sao nhưng lực phòng ngự của người này sao có thể mạnh mẽ như thế quả thực đạt tới trình độ đáng sợ lăng hàn phản kích lại đánh ra một thất sát chấn hồn thuật nhưng lần này trên chắn mục tiêu của hắn lóe lên một đạo lôi quang cản lại tinh thần của hắn trùng kích tinh thần bí thuật ánh mắt của người nọ lập tức sáng ngời ta hiểu được mới vừa rồi ngươi dùng tinh thần bí thuật đánh thần trí của thổ hà mê loạn lại lấy thủ đoạn nào đó để hắn tiêu thất ha ha ngươi không biết ta tu luyện một môn bí pháp thần hồn vững chắc không gì sánh được sao chẳng lẽ là không gian thần khí lại có một người nói không sai nhất định là không gian thần khí bằng không không có khả năng thua một người sống vào sáu người kia không ai ngu ngốc ngươi một lời ta nhất câu gần như đã vạch ra chân tướng ánh mắt của bọn họ đều lửa nóng truyền thuyết không gian thần khí chỉ có đại năng sáng thế cảnh mới có thể chú tạo bởi vì nội bộ thần khí có thể cho người sinh tồn có thể nói là tự thành một giới tự nhiên chỉ có đại năng sáng thế mới có năng lực làm được giá trị này không biết còn cao hơn sơn hà thạch gấp bao nhiêu lần hơn nữa còn có tinh thần bí thuật con mẹ nó tiểu tử này là bảo vật a à, ánh mắt sáu người sáng quắc nhãn thần nhìn lăng hàn so với nhìn thủy nhạn ngọc còn muốn lửa nóng uy 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 ta không có ham mê kia các ngươi không cần nhìn ta như vậy các ngươi không phải vừa vặn sáu người sao, vừa lúc thành ba đôi, ta sẽ không phụng bồi. Lang Hàn cười nói, mọi người thủ thần thức, tiểu tử này biết tinh thần trùng kích, không nên bị hắn bắn trúng. Ừ, sáu người đều gật đầu, vừa triển khai công kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ngay cả cơ hội thi triển chấn hồn thuật cũng không có, ở dưới sáu sơn hà cảnh cuồng oanh loạn tạc, hắn như người bù nhìn loạn vũ. Tin tức tốt duy nhất là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, đây căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Thủy Nhạn Ngọc đến hỗ trợ, nhưng lấy thực lực của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ hai người, vẫn có bốn người của ngoanh loạn tạc Lăng Hàn. Lăng Hàn cuối cùng có cơ hội phát động thất sát chấn hồn thuật, nhưng không chờ hắn thu người nọ vào hắc tháp, đã bị ba người khác đánh bay, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. Chiến đấu rằng co, tổng thể mà nói Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đều rơi vào hạ phong, nhất là Thủy Nhạn Ngọc, nàng không có thể phách như Lăng Hàn ở dưới hai đại kình địch hợp đánh đã tràn ngập nguy cơ. Đi, Lăng Hàn nương cơ hội bị đánh bay, rơi xuống bên cạnh thủy nhạn ngọc, nhìn nàng thấp giọng quát. Ta kiềm chế bọn họ, sau đó đến xích hồ hội hợp. Thủy nhạn ngọc hơi do dự, liền nói, tốt, lăng hàn ở trong này đã đứng ở thế bất bại, ngược lại là nàng sẽ liên lụy lăng hàn, bởi vậy nàng quyết định thật nhanh, không có giả mồm cãi láo, cũng không nói nhảm. Nàng lập tức bắn lên, chạy về phía xích hồ, chớ chạy, hai người phụ trách kiềm chế thủy nhạn ngọc lập tức quát, nhưng bị lăng hàn trùng kích, thân hình bị kiềm hãm, mà bốn người khác cũng đuổi theo, không cho lăng hàn cơ hội xuất thủ nữa lăng hàn cười ha ha nói đến ta cùng các ngươi chơi thi hạo đông minh các ngươi đuổi theo nữ nhân kia sáu người phân ra hai người đuổi theo thủy nhạn ngọc nhưng lăng hàn tế diệt long diệt tinh thần mũi tên xoát xoát xanh xanh bước lùi hai người kia mà trong nháy mắt như thế thủy nhạn ngọc đã chạy không còn bóng dáng mọi người cùng là sơn hà cảnh tiểu cực vị này là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp sáu người đều giận dữ vây lăng hàn vào giữa mỗi người đằng đằng sát khí. Anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là làm người cảm động. Chỉ là, người có thể tự bảo vệ mình sao? Thể phách của người quả thực mạnh mẽ, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể bắt ngươi lại chậm rãi luyện hóa. Người phải biết, coi như là thần thiết cũng có thể bị luyện thành binh khí, người lại tính là gì? Chúng ta sẽ chết ngươi, tiếp đó lấy ra trí nhớ của ngươi, đạt được tất cả. Sáu người thay phiên mở miệng, chạy thoát một người để cho bọn họ cực kỳ khó chịu, nhưng cũng may thủy nhạn ngọc chỉ là món điểm tâm lang hàn mới là bảo tàng lang hàn cười nhạt nói vậy các người tìm được ta rồi hãy nói càn khôn đại na di hưu hắn không thấy sáu người mục trừng khẩu ngốc tiếp đó phát điên